Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 108. Nghé con quỳ xuống. Dương Bách Xuyên chắc chắn không phải do hắn, bởi vì sư phụ đã lên tiếng ngăn cản hắn ra tay với nghé con. Nói cách khác, nó tự mình quỳ trước mặt hắn. Đây, rốt cuộc là thế nào? Không chỉ mỗi Dương Bách Xuyên ngơ ngác mà bốn người Mộ Trường Phong cũng sửng sốt. Lão đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Bách Xuyên nhìn không thầm hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, còn chưa rõ à, đây là đại lễ vi sư tặng cho con đấy. Vân Thiên Tà mắng. Ặc, Dương Bách Xuyên hơi hiểu ra, chắc vậy rồi, chứ không sao nghé con lại quỳ gối với hắn được. Con chỉ không rõ, con có làm gì nghé con đâu, sao nó lại quỳ với con? Dương Bách Xuyên hỏi. Sao lão phu lại thua một tên đồ đệ ngốc như vậy chứ? Đứa nhóc kia không phải nghé mà là thần thú chi vương, Kỳ Lân, là Kỳ Lân đấy. Nói đến cuối, Vân Thiên Tà đã chuyển sang rít gào. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng vô cùng rung động. Hắn lập tức nghĩ tới Thiên Yêu Chi Chủ, nhớ lão đầu từng nói Thiên Yêu Chi Chủ chính là thần thú Kỳ Lân, yêu hoàng thế gian và cũng là thần thú chi vương. Địa vị còn hơn cả thần long, chẳng qua đã lâu lắm rồi không thấy nó xuất hiện trên đời nữa. Hiện tại gặp được ở đây, cái hành cung Thiên Yêu này có lịch sử lâu đời thật, đúng là không đơn giản. Lúc đầu nghe lão đầu nói Thiên Yêu Chi Chủ là Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên chỉ cho rằng nó là truyền thuyết mà thôi, ai ngờ lại thật sự gặp được. Chỉ là, hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn cỡ nào cũng chỉ là một con nghé, chẳng có điểm nào giống thần thú Kỳ Lân hết. Lão đầu, người chắc chắn đây là Kỳ Lân chứ không phải một con nghé yêu chứ. Dương Bách Xuyên vẫn không thể tin nổi yêu thú đang quỳ gối trước mắt là Kỳ Lân. Tiểu tử thúi, nó có phải Kỳ Lân hay không, chẳng lẽ vi sư còn nhìn nhầm? Vân Thiên Tà mắng, sau đó mới giải thích, đây là Kỳ Lân con, hẳn là Thiên Yêu Chi Chủ, nghé con, khụ, tiểu Kỳ Lân bị con thu hút đấy. Ta đoán cha mẹ tiểu Kỳ Lân đã lưu lại huyết mạch trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, hôm nay cũng xem như là một cơ duyên. Tiểu tử thúi, cơ duyên của con đấy. Thật lòng vi sư cũng không ngờ trong kén bảy màu lại là Kỳ Lân con đâu. Kỳ Lân là vương giả của thần thú, nhóc, lần này con nhặt được của hời rồi, có Kỳ Lân bên người, về sau ắt thành công. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu tử càng nói càng kích động thì không nhịn được hỏi, sư phụ, nghe, à, Kỳ Lân lợi hại đến thế luôn à. Sao con cảm giác người còn vui mừng hơn cả con thế? Tiểu tử thúi, lợi hại hay không, chẳng lẽ con không thấy? Tiểu Kỳ Lân vừa ra đời đã sở hữu năng lực khống chế không gian, không thấy bốn tên Mộ Trường Phong đều vồ hụt à. Nó trực tiếp xuất hiện bên cạnh con là bằng chứng của thiên phú không gian đấy, loài thần thú này thường có sẵn một ít thiên phú, tóm lại chờ nó trưởng thành sẽ cường đại hơn tưởng tượng của con nhiều lắm. Tuy vi sư không biết rốt cuộc Kỳ Lân trưởng thành mạnh cỡ nào, có thiên phú bản lĩnh ra sao nhưng vi sư gặp đã từng chứng kiến sự cường đại của long tộc rồi. Kỳ Lân là vương giả. Tương lại là thần thú chí tôn, chắc chắn còn mạnh hơn cả long tộc. Vậy nên mới nói con phải chăm sóc nó thật tốt, nó sẽ hùng mạnh ngoài mong đợi của con. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên không thể không tin, bởi vì hắn biết tuy lão đầu tử thường mạnh miệng nhưng chưa bao giờ sai lầm. Nếu ngay cả ông cũng nói vậy thì hắn thật sự nhặt được bảo vật rồi. Chẳng qua Dương Bách Xuyên vẫn còn thắc mắc, tại sao Kỳ Lân lại quỳ trước mặt hắn. Rõ ràng là nghé con đã nhận hắn làm chủ nhân. Đương nhiên là không quên rồi, mà chuyện đó liên quan gì đến chuyện nhận chủ này. Dương Bách Xuyên vừa nói dứt câu đã thấy hối hận, vì hắn đã có câu trả lời rồi. Trong lòng hắn thầm nhủ, tiêu đời, vấn đề này ngu chết mất, lại bị lão đầu tử châm chọc cho xem. Quả nhiên, Vân Thiên Tà lập tức mắng mỏ, cái tên ngu xuẩn này, lúc luyện hóa thất tinh. Vi sư kêu con nhỏ từng giọt tinh huyết vào tế luyện vì ta đã đoán được trong thất tinh có dấu hiệu sinh mạng. Bắt con tế luyện bằng máu là vì giây phút này đó. Con ngẫm lại lúc luyện hóa thất tinh đi, tiểu Kỳ Lân cũng ở trong đó, con dùng tinh huyết tế luyện khác gì lấy máu nhận chủ đâu. Tiểu Kỳ Lân phá kén ra tự nhiên sẽ nhận con là chủ chứ nhận ai, thế nên vi sư mới bảo đừng vội, vi sư tặng con một đại lễ đấy. Dương Bách Xuyên hoàn toàn hiểu rồi. Hóa ra tất cả đều là mưu kế của lão đầu tử. Hắn cười khổ, đúng là gừng càng già càng cay. Được rồi,
về sau Tiểu Kỳ Lân sẽ là thần thú của con, nhớ phải đối xử tốt với nó đấy. Con thần thú này vô cùng linh tính, trời sinh đã thông minh, tính tình lại kiêu ngạo. Tính ra con tìm được Kỳ Lân, còn là con non chưa phá kén là may lắm đấy, nếu không trên đời sẽ chẳng có ai trở thành chủ nhân của Kỳ Lân được đâu. Tuy con tế luyện thất tinh bằng tinh huyết đồng nghĩa với việc lấy máu nhận chủ nhưng thần thú Kỳ Lân không phải hạng xoàng, thiên phú thần thông và cả bí thuật dị năng của nó sẽ thay đổi liên tục. Nói không chừng, một ngày nào đó, nó có thể luyện hóa được tinh huyết của con, vậy nên không thể đối đãi giống linh thú tầm thường được, phải thật lòng. Để thần thú Kỳ Lân tự nguyện tán thành con mới ngự thú đạo chân chính, tiểu tử, con đừng vờ vịt cho xong, phải thật tâm, thế nhé, không có việc gì thì đừng quấy rầy vi sư. Vân Thiên Tà căn dặn xong lại biến mất giống như trước đây. Tuy trò chuyện với sư phụ không lâu nhưng Dương Bách Xuyên đã có hiểu biết nhất định về nghé con trước mắt. Thấy nó vẫn đang quỳ gối trước mặt mình, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, nghé con, đứng lên đi. Tiện đường còn đặt cho thần thú Chi Vương cái tên hết sức củ chuối, nghé con. Nếu Tiểu Kỳ Lân trước mắt không phải con non mà đã trưởng thành rồi, chỉ sợ nó nghe cái tên nghé con này xong là nuốt chửng Dương Bách Xuyên luôn. Đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn chỉ là con non vừa phá kén chưa được bao lâu, vô cùng xa lạ với thế giới này. Nghe Dương Bách Xuyên ban tên cho mình, nghé con vui sướng gầm lên, tuy không biết nói nhưng thần thú là thần thú, có thể hiểu được ý của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa Dương Bách Xuyên nói chuyện với nghé con thông qua cảm ứng từ khế ước huyết mạch, Tiểu Kỳ Lân trải qua trận tế luyện bằng tinh huyết của Dương Mỗ kia xem như đã lấy máu nhận chủ, giữa chủ tớ có cảm ứng nên nó có thể hiểu được Dương Bách Xuyên đang nói cái gì. Đám người Mộ Trường Phong thấy Kỳ Lân quỳ xuống với Dương Bách Xuyên thì vui sướng quay quanh Dương Bách Xuyên, cũng biết yêu thú trông giống nghé con này đã nhận hắn là chủ. Đương nhiên đám Mộ Trường Phong còn chưa biết nghé con chính là thần thú Kỳ Lân. Ở trong mắt bọn họ, nó chỉ là một con châu yêu mà thôi. Nhưng hiện tại, đầu châu yêu này lại nhận Dương Bách Xuyên là chủ. Trong lòng Mộ Trường Phong dễ chịu hơn nhiều, Dương Bách Xuyên là sư tổ Trường Sinh Điệt, xem như nhà bọn họ đoạt được bảo tàng thiên yêu, dù nó là đầu châu yêu nhìn không thấu. Hiên Viên Linh Hề hơi mất mát nhưng cảm giác này chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, nàng biết đây con yêu thú kia là cơ duyên của Dương Bách Xuyên. Rõ ràng nó tự nhận chủ, lựa chọn Dương Bách Xuyên, cho dù có là thần thú thì nàng cũng không mơ tưởng. Không ngờ, nó lại là thần thú thật. Chẳng qua lúc trước Dương Bách Xuyên có ân cứu nàng, trong lòng Hiên Viên Linh Hề đã cảm kích Dương Bách Xuyên sẵn, hiện tại này đầu ngưu yêu này đã chọn hắn, nàng sẽ không ghen ghét. Đáng tiếc, nó lại chọn Dương Bách Xuyên. Nếu lúc này giữa sân không có những người khác, chắc chắn Minh Du Nhiên sẽ đi cướp đoạt đầu châu yêu này. Thế nhưng giữa sân còn có Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Hiện tại Minh Du Nhiên đành phải từ bỏ, dù sao trong mắt nàng ta là yêu thú tự động nhận Dương Bách Xuyên làm chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Thế Long và Minh Du Nhiên giống nhau, tuy không cam lòng nhưng cũng biết bản thân đã lỡ mất thời cơ, chuyến này đến hành cung thiên yêu, Dương Bách Xuyên chính là người thắng lớn nhất. Chúc mừng sư tổ, được linh thú tán thành. Mộ Trường Phong tiến lên chúc mừng Dương Bách Xuyên trước tiên. Chúc mừng, Hiên Viên Linh Hề cũng tiến lên chúc mừng. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long liếc mắt nhìn nhau rồi đi về phía Dương Bách Xuyên, nếu đã không chiếm được thì kết giao thôi, thực lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện ở hành cung thiên yêu đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, kết giao với loại người này không lỗ. Huống hồ trong lòng Minh Du Nhiên còn đang mưu tính chuyện khác. Dương Bách Xuyên nhận lời chúc mừng của Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, bọn họ xem như là người một nhà, tuy hắn còn chưa nhận thân với đại sư huynh ở Trường Sinh Điện nhưng cũng không sai biệt lắm. Mộ Trường Phong sẽ không ghen ghét, Dương Bách Xuyên nhìn ra được, Hiên Viên Linh Hề vậy. Thế nhưng Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng tới chúc mừng, Dương Bách Xuyên lại hơi cảnh giác. Hắn thấy được ý nghĩ một đằng nói một nẻo từ trong ánh mắt của hai người họ. Chẳng qua người ta đã đến chúc mừng, hắn sẽ không thể hiện ra ngoài, vẫn xã giao qua lại một phen. Đến tận đây, hành trình đến hành cung thiên yêu đã kết thúc. Dương Mỗ trở thành người thắng lớn nhất. Dù chuyến này hung hiểm vô cùng nhưng hắn vẫn hoàn thành rồi. Tuy thu hoạch rất nhiều nhưng cũng vô cùng gian nan, từ hợp thể cảnh tới độ kiếp cảnh sơ kỳ,
tính sơ thời gian từ lúc tiến vào Thái Hoang đến những trải nghiệm ở hành cung Thiên Yêu chừng 15 năm mà thôi. Hơn nữa, hành trình ở hành cung Thiên Yêu chỉ tốn có một năm, tu vi của Dương Bách Xuyên cũng đột phá trong khoảng này, nghĩ lại đã tính là rất nhanh. Câu nói nguy hiểm thường đi kèm cơ duyên được lưu truyền ở tu chân giới quả không hề sai. Đặc biệt là ở hành cung Thiên Yêu, thu hoạch của Dương Bách Xuyên không đơn giản chỉ là tu vi tăng lên mà còn có rất rất nhiều thứ khác. Ví dụ như lão đầu tử thức tỉnh, rồi nguyên thần hắn lớn mạnh hơn, kiếm đầu long có thể phát huy thực lực chân chính, ngay cả việc chiến đấu, gần như một mình hắn xử hết người của ngũ đại thánh địa. Tuy việc này để lại hậu quả khôn lường nhưng Dương Bách Xuyên không hối hận, bởi vì từ lúc bắt đầu đều là ngũ đại thánh địa sai người kiếm chuyện với hắn, vũ nhục hắn, khinh thường hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Hắn giết ngược lại người của ngũ đại thánh địa cũng do chó cùng rứt dậu mà thôi. Dù biết việc giết người của ngũ đại thánh địa sẽ biến hắn thành đối tượng truy nã hàng đầu sau khi rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên vẫn không hối hận. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, hắn không giết bọn họ sẽ giết hắn. Cách sinh tồn ở tu chân giới chính là như thế, giết bọn họ thì hắn mới có thể sống sót. Nếu cho Dương Bách Xuyên lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì Dương Mỗ hắn không phải quả hồng mềm ai muốn bóp cũng được. Hắn là đệ tử quan môn của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn đấy. Với cả, lần này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ Nghé Con, hay còn gọi là Thiên Yêu Chi Chủ Kỳ Lân. Dù hiện tại Kỳ Lân trông chẳng khác gì một chú nghé con nhưng thần thú chính là thần thú, sẽ trưởng thành. Sư phụ còn dặn hắn phải đối xử với Kỳ Lân thật lòng, tương lai nó sẽ trở thành đồng bạn của hắn, Dương Bách Xuyên đã ghi tạc trong lòng. Sau một phen khách sáo, cả nhóm rời khỏi đại điện hành cung Thiên Yêu. Ra tới bên ngoài, Mộ Trường Phong tỏ vẻ y phải về môn phái bẩm báo, đành từ biệt Dương Bách Xuyên. Trong suy nghĩ của Mộ Trường Phong, lần này Dương Bách Xuyên chọc phải rắc rối lớn rồi, cần hồi báo với Thánh chủ Vân Trường Sinh, ngũ đại thánh địa không phải người ăn chay. Dương Bách Xuyên cũng đoán được một ít suy nghĩ của Mộ Trường Phong, trò chuyện vài câu rồi nhìn Mộ Trường Phong rời đi. Đột nhiên Minh Du Nhiên lên tiếng, không biết kế tiếp Dương đạo hữu đã có tính toán gì chưa? Dương Bách Xuyên đã có tính toán gì chưa hả? Hắn không ngốc, thời điểm này hắn không dám đi ra ngoài, hắn đoán chỉ cần mình thò chân ra thì chắc chắn sẽ bị ngũ đại thánh địa xiên chết. Dù sao Thái Hoang mênh mông bát ngát, hắn cũng không vội ra ngoài, ở lại Thái Hoang tu luyện cũng được. Hơn nữa trong bình càn khôn còn có mấy người Lục Yên Chi nữa đấy. Đến lúc đó dẫn các nàng đi rèn luyện ở Thái Hoang luyện tu luyện, tích lũy thực lực, chờ sau này tìm cơ hội rời khỏi Thái Hoang độ kiếp. Trước mắt, có đánh chết hắn cũng không dám bước ra ngoài. Nghe Minh Du Nhiên dò hỏi, Dương Bách Xuyên cười nói, còn chưa tính toán gì, có điều Thái Hoang rộng lớn, ta định ngao du khắp nơi một phen xem sao. Thế cũng trùng hợp quá, ta cũng chưa định ra ngoài, muốn ở lại Thái Hoang rèn luyện, hay là chúng ta kết bạn đồng hành nhé. Minh Du Nhiên tiếp lời. Dương Bách Xuyên cười híp mắt, biết ngay nữ nhân này có mục đích riêng mà, hắn cong môi, không được rồi, con người ta quen độc lai độc vãng, lại thêm tính tình thô lỗ, không quen đi chung với Du Nhiên cô nương, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cô nương. Minh Du Nhiên thấy Dương Bách Xuyên từ chối thẳng thừng nhưng ánh mắt lại không hề gợn sóng, giống như đã đoán trước rồi vậy. Nàng ta cũng không tức giận. Chỉ tiếc nuối nói, nếu đã như vậy thì chúc Dương đạo hữu thuận buồm xuôi gió, Du Nhiên cáo từ. Dương đạo hữu, xin từ biệt ở đây. Khương Thế Long liếc Dương Bách Xuyên một cái rồi ôm quyền tạm biệt, sau đó rời đi cùng với Minh Du Nhiên, hai người nói đi là đi, không hề dây dưa. Giữa sân chỉ còn lại một mình Hiên Viên Linh Hề, bây giờ nàng mới lên tiếng, Dương đạo hữu không rời Thái Hoang là đúng, người giết đệ tử ngũ đại thánh địa, bên ngoài sẽ nhanh chóng biết chuyện này thôi. Giờ mà đi ra chỉ có một con đường chết. Lưu lại Thái Hoang tu luyện là quyết định rất sáng suốt, tuy chờ sau khi ngũ đại thánh địa nhận được tin tức có thể sẽ phái người vào đây giết ngươi nhưng Thái Hoang có pháp tắc không được sử dụng linh thức, chỉ dựa vào điểm này, dù người của ngũ đại thánh địa có giết tới đây, ngươi cũng có nơi để trốn. Nếu rời Thái Hoang, đối mặt với vô số tu sĩ đại thừa kỳ bao vây, ngươi muốn tránh cũng lực bất tòng tâm. So ra còn không bằng ở lại Thái Hoang tu luyện mấy trăm năm rồi hẳn ra ngoài. Đến lúc đó, thời gian đã trôi qua khá lâu, ngũ đại thánh địa đã buông lỏng cảnh giác, ngươi sẽ có cơ hội trốn thoát.
Hơn nữa, tu vi và thực lực luôn luôn là ưu tiên hàng đầu nếu muốn sinh tồn ở tu chân giới, chờ ngươi tu luyện đại thành ở Thái Hoang, đi ra cũng có năng lực đánh trả. Có điều, rèn luyện ở Thái Hoang phải hết sức cẩn thận, ngũ đại thánh địa mà ngươi đắc tội không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Tuy Thái Hoang có pháp tắc áp chế linh thức nhưng nếu bọn họ thật sự muốn đuổi giết ngươi thì có rất nhiều thủ đoạn. Ta đề nghị tiếp theo ngươi hãy tu luyện tại nơi sâu trong ngoại vực Thái Hoang trước, tuy nơi này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nhưng nếu bị ngũ đại thánh địa đuổi giết, hoàn cảnh hung hiểm sẽ trở thành cơ hội với ngươi. Hiên Viên Linh Hề nghiêm túc nói. Nghe xong, Dương Bách Xuyên lập tức ôm quyền cảm tạ Hiên Viên Linh Hề, hắn biết nàng nói những lời này đều vì tốt cho hắn thôi, đây cũng là đề nghị rất hay, không mưu mà hợp với suy nghĩ trong lòng hắn. Đa tạ Hiên Viên cô nương đã chỉ điểm. Dương Mỗ cảm ơn xong lại hỏi tiếp, xin hỏi Hiên Viên cô nương, ngoại vực Thái Hoang là gì vậy? Hiên Viên Linh Hề gật đầu, khó trách. Rồi sau đó giải thích, Thái Hoang được chia thành hai khu vực lớn, một là khu vực hoạt động của tu sĩ dưới độ kiếp kỳ, tu chân giới gọi là ngoại vực, một khu khác dành cho tu sĩ từ đại thừa kỳ trở lên, gọi là nội vực. Thì ra là thế, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, hắn cũng biết có nơi dành cho độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ. Chỉ là không biết nơi đó tên là nội vực và ngoại vực. Ngươi muốn đi cùng ta không? Ta đang định vào sâu trong ghi ngộ đạo sơn ở ngoại vực tìm hiểu đại đạo, nghe đồn nơi đó tồn tại dấu vết của đạo ấn mà tiên nhân lưu lại. Tu sĩ độ kiếp kỳ đại viên mãn giống chúng ta đều sẽ đến ngộ đạo sơn tìm hiểu đại đạo, đột phá đến đại thừa, nếu ngươi chưa biết đi đâu thì có thể đến ngộ đạo sơn với ta, như vậy cũng sẽ an toàn hơn một chút. Hiên Viên Linh Hề nói xong thì sắc mặt hơi ửng đỏ. Thật ra nàng cũng không biết tại sao lại mời Dương Bách Xuyên đi cùng nữa, lúc nói hết câu, nàng cảm giác tim mình đập hơi nhanh. Nhưng ngay sau đó lại tự an ủi bản thân, quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện quan hệ không cạn, theo lý mình nên hỗ trợ, hơn nữa hắn còn ra tay cứu giúp mình khi bị Cửu Vĩ Hồ đả thương, cứ xem như mình báo đáp hắn đi. Ta, vẫn không thể, Dương Bách Xuyên từ chối. Cuối cùng hắn vẫn từ chối lời mời của đại mỹ nữ. Không phải vì hắn không muốn đồng hành với Hiên Viên Linh Hề mà là hắn không muốn liên lụy đến nàng. Bởi như Hiên Viên Linh Hề nói, có khi ngũ đại thánh địa sẽ phái người vào đây đuổi giết hắn. Nếu thế, hắn mà đi chung với Hiên Viên Linh Hề sẽ mang lại rắc rối cho nàng. Một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Hiên Viên Linh Hề, sao Dương Mỗ nào đó có thể không dung dinh cho được. Huống hồ Hiên Viên Linh Hề từng giúp đỡ hắn, hắn càng không muốn liên lụy nàng. Hắn giết người của ngũ đại thánh địa, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt của ngũ đại thánh địa. Hắn biết chắc bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, cũng hiểu được sự khủng bố của đối phương. So với đám đệ tử bị hắn giết ở hành cung Thiên Yêu, Dương Bách Xuyên tin ngũ đại thánh địa còn có cao thủ lợi hại hơn tồn tại, vậy nên hắn không thể làm phiền Hiên Viên Linh Hề được. Vậy, ngươi bảo trọng nhé, ta đi trước. Thấy Dương Bách Xuyên từ chối, Hiên Viên Linh Hề bỗng hơi mất mát. Chẳng qua nàng không nhiều lời, xoay người rời đi ngay. Ngươi cũng bảo trọng, ta còn ít chuyện cần làm, có lẽ chờ đến khi xong xuôi sẽ đến ngộ đạo sơn một phen, đến lúc đó chúng ta gặp lại sau. Dương Bách Xuyên vẫy tay kêu lớn với bóng lưng của Hiên Viên Linh Hề, chừa một đường lui xem như nể mặt đại mỹ nhân vậy, hắn cũng biết từ chối một mỹ nữ là việc rất không lễ phép. Sau khi mọi người đi hết, Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Kỳ Lân bên cạnh, nghé con, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong, Thiên Ưng Kim Sí phía sau vỗ nhẹ, cả người biến mất tại chỗ. Kim Sí vỗ nhẹ một cái đã bay xa ngàn mét, đó chỉ là vỗ nhẹ thôi đấy, nếu vỗ mạnh hết sức thì đoán chừng còn bay xa hơn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không dám bay quá cao, nếu bay lên cao giữa không trung thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Trên không trung Thiên Hoang có sấm sét Thiên Hoang nên hắn chỉ bay rà rà sát mặt đất, dù vậy trong chớp mắt hắn đã bay xa hơn ngàn mét. Nhanh hơn lúc ở Thiên Yêu Hành Cung gấp 3 lần là ít. Ngẫm lại thì ở Thiên Yêu Hành Cung có áp chế, sau khi ra ngoài, ở Thái Hoang sẽ đỡ hơn nhiều. Dương Bách Xuyên muốn nhanh chóng rời khỏi đây là vì hắn không muốn bị người ta bám theo, ví dụ như Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Không phải hắn ôm tâm tư đen tối nghĩ xấu cho người khác, mà là tu chân giới quá tàn khốc, hắn nhất định phải cảnh giác. Huống chi ánh mắt của Minh Du Nhiên và Khương Thế Long khi sắp đi rất phức tạp, Dương Bách Xuyên bắt buộc phải đề phòng. Không thể không có lòng cảnh giác,
hắn cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của mình. Tóm lại là rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Về phần nghé con tiểu kỳ lân phía sau, Dương Bách Xuyên bay xa ngàn mét còn tưởng mình phải đợi nó. Hắn ngoảnh đầu nhìn, tức thì giật mình, chỉ thấy nửa mét phía sau hắn là sóng khí dập dờn như sóng nước, một cái đầu nghé thình lình xuất hiện. Đó là nghé con, ôi trời! Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, cảm giác ưu việt mà vừa rồi Thiên Ưng Kim Sí mang đến không còn sót lại chút gì. Hắn cho rằng mình đã nhanh lắm rồi, còn phải chờ nghé con, nhưng nào ngờ người ta chẳng cần mình chờ, trực tiếp xuyên qua không gian, hơn nữa trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ và bản lĩnh cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng tốc độ của thần thông Thiên Ưng Kim Sí có thể bay ra ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Còn nghé con trực tiếp sử dụng thần thông thiên phú xuyên qua không gian. Nếu so sánh, Dương Bách Xuyên cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và nghé con giống như ăn mày và hoàng đế vậy. Ngươi, quá đỉnh, tên họ Dương nào đó lắp bắp cảm thán. Họ, toàn thân nghé con chui ra từ trong không khí ra, nhỏ giọng đáp lại Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết mình đã gặp được bảo vật rồi. Hiện tại nghé con chỉ là con non mới phá kén. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi tương lai nghé con lớn lên sẽ có năng lực cỡ nào. Có lẽ năng lực không gian mà nghé con vừa mới thể hiện ra chỉ là một trong những thần thông bẩm sinh của nghé con mà thôi. Rốt cuộc nó còn có bao nhiêu thần thông thiên phú, Dương Bách Xuyên rất mong chờ. Đối với thiên phú tốc độ dựa vào năng lực không gian của nghé con, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại sinh tính háo thắng. Hắn nhìn nghé con và nói, nghé con, chúng ta thi tốc độ đi. Ta không tin mình thua. Họ, nghé con vui vẻ đáp lại, dường như nó hiểu Dương Bách Xuyên nói gì. Sau đó, Dương Bách Xuyên thôi động Thiên Ưng Kim Sí, vèo một cái biến mất tại chỗ. Thấy Dương Bách Xuyên đã xuất phát, nghé con thét lên một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, không khí xung quanh dao động dập dờn. Nghé con nhảy vọt lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Hai chủ tớ bắt đầu thi tốc độ. Lúc này, trên một ngọn núi nhỏ cách đó vài trăm mét, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nhìn về phía xa. Hắn biến mất rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ? Khương Thế Long hỏi Minh Du Nhiên. Đuổi theo, Minh Du Nhiên thốt ra một chữ, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành bóng mờ đuổi theo hướng Dương Bách Xuyên biến mất. Nàng ta vẫn chưa hết hy vọng với Dương Bách Xuyên, tất nhiên là vì thần thông của Bách Biến Chí Tôn hư hư thực thực trên người hắn. U Linh Chi Đô có tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng khắp tu chân giới, Minh Du Nhiên biết thần thông bách biến của Bách Biến Chí Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với U Linh Chi Đô. Hơn nữa, bao thế hệ U Linh Chi Đô vẫn luôn tìm kiếm thần thông của Bách Biến Chí Tôn, nhưng tiếc là không có kết quả. Cho đến lần này Dương Bách Xuyên xuất hiện, có thể dùng pháp lực hóa thân thành Kim Long. Điều này khiến Minh Du Nhiên cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn. Tuy Dương Bách Xuyên không thừa nhận, nhưng Minh Du Nhiên biết trên thế gian không có người thứ hai có thể sáng tạo ra bộ thần thông dùng pháp lực hóa thân thành rồng, hơn nữa còn sống động như thật. Cho nên nàng ta cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn, cho dù không phải truyền nhân thì cũng có quan hệ với Bách Biến Chí Tôn. U Linh Chi Đô vẫn luôn nghiên cứu mọi thứ liên quan đến Bách Biến Chí Tôn, từ con người đến thần thông. Chính vì thế, Đại Pháp U Linh mà U Linh Chi Đô hiện đang tu hành cũng là sản phẩm sáng tạo dựa vào việc nghiên cứu thần thông của Bách Biến Chí Tôn. Đối với Minh Du Nhiên mà nói, nhìn thấy công pháp hóa rồng trên người Dương Bách Xuyên chẳng khác nào gặp được công pháp hóa thân cấp bậc tổ tông, điều này quan trọng hơn tất thảy. So ra thì con nghé yêu trong bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ kia tuy bất phàm, nhưng trong lòng Minh Du Nhiên nó không sánh bằng công pháp hóa thân kia của Dương Bách Xuyên. Ở Thiên Yêu Hành Cung nàng ta không có cơ hội tới gần Dương Bách Xuyên, lại càng không có cơ hội lôi kéo làm quen với hắn. Nàng ta đã thử tiếp cận Dương Bách Xuyên mấy lần, song đối phương rất cảnh giác, không nói chuyện với nàng ta. Nhưng Minh Du Nhiên không từ bỏ. Sau khi ra ngoài, nàng ta có ý định tiếp cận Dương Bách Xuyên, cùng hắn rèn luyện trong Thái Hoang là để lấy thần thông của Bách Biến Chí Tôn trên người hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên cực kỳ cảnh giác, không chịu đi cùng nàng ta, từ chối rất dứt khoát. Và lại Minh Du Nhiên biết Dương Bách Xuyên rất mạnh, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cho dù có thêm Khương Thế Long cũng chẳng làm được trò trống gì. Vì vậy liên hệ với người được sư môn phái đến mới là kết quả tốt nhất. Muốn làm như vậy thì nàng ta cần theo bám theo Dương Bách Xuyên,
Hơn nữa không thể để Dương Bách Xuyên phát hiện ra, chỉ có thể lén lút bám theo. Người khác không biết thuật theo dõi, nhưng người biết thì quá rành, thánh địa U Linh tự nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. U Linh Chi Đô lấy U Linh làm tên, thể hiện ở thuật theo dõi. Vì thế, mình dù nhiên biết chỉ cần nàng ta theo dõi Dương Bách Xuyên, chờ cao thủ của sư môn tới. Đến lúc đó, thần thông bách biến chí tôn trên người Dương Bách Xuyên sẽ là vật trong tay nàng ta. Về phần Khương Thế Long, thật ra mình dù nhiên biết rõ Khương Thế Long vẫn luôn theo đuổi nàng ta nên lúc nào cũng đi theo nàng ta, chứ không có suy nghĩ gì khác. Khương Thế Long cũng không hỏi tại sao nàng ta phải theo dõi Dương Bách Xuyên, chỉ lặng lặng đồng hành cùng nàng ta. Hai người đã quen biết hơn 300 năm. 300 năm trước, Khương Thế Long tình cờ nhìn thấy dung mạo thật của Minh Du Nhiên, từ đó bắt đầu theo đuổi nàng ta. Mà tình cảm của nàng ta đối với Khương Thế Long rất phức tạp. Thật ra ban đầu nàng ta hoàn toàn không có cảm giác gì với Khương Thế Long, nhưng trong hơn 300 năm theo đuổi, hai người đã trở nên quen thuộc và hình thành sự ăn ý. Nhưng kiểu ăn ý này không phải ăn ý trong tâm hồn, không phải ăn ý vì thích nhau, mà là sự ăn ý được hình thành từ vô số lần hai người ra ngoài mạo hiểm, kề vai chiến đấu. Hơn 300 năm qua Khương Thế Long chưa từng ép buộc Minh Du Nhiên, nàng ta cũng quen có Khương Thế Long bên cạnh. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng ta nói mình muốn theo dõi Dương Bách Xuyên, Khương Thế Long lập tức đi cùng nàng ta. Chỉ có thể nói đây là thói quen mà thôi. Hắn ta muốn đi theo thì cứ để hắn ta đi theo, như vậy cũng có thêm một người trợ giúp. Hơn nữa, Minh Du Nhiên biết Khương Thế Long có thực lực, nhưng quen ngụy trang. Lần này Minh Du Nhiên bám theo Dương Bách Xuyên có Khương Thế Long đi cùng, nàng ta cũng yên tâm. Nửa canh giờ sau, Minh Du Nhiên dừng lại. Khương Thế Long hỏi, sao thế? Tốc độ của Dương Bách Xuyên quá nhanh, Minh Du Nhiên nhíu mày đáp. Mất dấu rồi à? Khương Thế Long hỏi. Không hẳn, chỉ tạm thời biến mất thôi, ta có cách lần theo khí tức của hắn. Chờ ta một lát, Minh Du Nhiên nói. Khương Thế Long gật đầu, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn Minh Du Nhiên nhắm mắt chắp tay bấm pháp quyết, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng. Kể từ cái lần Khương Thế Long vô tình nhìn thấy dung mạo thật của Minh Du Nhiên vào 300 năm trước, Minh Du Nhiên đã đi vào lòng hắn ta. Mặc dù 300 năm qua Minh Du Nhiên chưa từng đón nhận Khương Thế Long, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ. Ban đầu hắn thích dung mạo, về sau lại thích tính cách, Khương Thế Long đã yêu Minh Du Nhiên sâu đậm. Cho dù đối phương không đón nhận, chỉ cần được đi theo bên cạnh người ta đủ rồi. Khương Thế Long tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Minh Du Nhiên đón nhận mình, mở lòng với mình. Mấy phút sau, Minh Du Nhiên mở mắt ra, ta tìm được khí tức của hắn rồi. Chúng ta đi thôi. Khương Thế Long im lặng gật đầu. Hắn biết rõ U Linh Chi Đô đang truy lùng thần thông, cho dù tốc độ của Dương Bách Xuyên nhanh đến mấy, Minh Du Nhiên cũng tìm được. Dương Bách Xuyên không biết Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đang lén lút bám theo mình. Lúc này hắn và Nghé Con đang thi đấu tốc độ. Hai người chạy không ngừng nghỉ suốt 10 ngày mới dừng lại, mà trong 10 ngày này Dương Bách Xuyên đã chịu phục Nghé Con, rốt cuộc hắn đã biết thần thú là gì. Trong 10 ngày này, Dương Bách Xuyên đã dùng tới mọi bản lĩnh trên người, nhưng hắn có dùng cách gì đi chăng nữa, từ đầu đến cuối Nghé Con đều thảnh thơi theo sau hắn, trông vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có cảm giác thất bại. Tên họ Dương nào đó hết sức bùi ngùi. Được rồi Nghé Con, chúng ta không chạy nữa, ta thở một lát đã. Dương Bách Xuyên thở hồng hộc ngồi xuống đất. Chạy như điên suốt 10 ngày, hắn cũng không biết mình đã chạy tới đâu. Hắn chỉ biết một điều là cho dù có người theo đuôi hắn thì cũng bị bỏ xa một khoảng rồi, giờ hắn không cần chạy nữa. Ồ ồ. Nghé Con kêu rất vui vẻ, xoay quanh Dương Bách Xuyên chơi đùa. Nhưng lần này nó lại cắn y phục của Dương Bách Xuyên. Nào nào, dừng lại đi, ngươi làm ta chóng mặt quá. Dương Bách Xuyên bảo Nghé Con dừng lại. Nhưng Nghé Con không chịu nhả y phục của Dương Bách Xuyên ra, mũi phát ra tiếng ọ ọ. Nhả ra, Dương Bách Xuyên lặp lại lần nữa. Nghé Con không nhả ra, vẫn cắn y phục của hắn. Dương Bách Xuyên bó tay, nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của Nghé Con, hắn không quát nó nữa. Tiếc là Nghé Con không thể nói tiếng người, điểm này giống con chồn. Tuy nhiên nó và con chồn vẫn có điểm khác nhau. Con chồn đi theo Dương Bách Xuyên từ nhỏ đến lớn,
từ dã thú lột xác thành linh thú đều ở bên cạnh Dương Bách Xuyên. Vì vậy bất kể con trồn kêu cái gì, Dương Bách Xuyên đều hiểu hết. Thậm chí có lúc hắn và con trồn còn giao lưu thần hồn mà không có rào cản. Nhưng nghé con vừa mới phá kén, vẫn là con non vô cùng nhỏ yếu cần thời gian trưởng thành, hiện tại giao tiếp hơi khó khăn. Dương Bách Xuyên nghĩ nghé con là thần thú, có lẽ thần thú càng cao cấp thì trưởng thành càng chậm, sau này nghé con trưởng thành chắc hẳn sẽ biết nói tiếng người, giao tiếp sẽ tiện hơn. Nhưng bây giờ hắn thật sự không biết nghé con cắn y phục hắn là muốn làm gì. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành thầm niệm trong đầu gọi Lục Yên Chi, thú ngũ hành, con trồn, đá đả tiên và long trùng thanh nghiêu ra ngoài. Người nhiều sức lớn, để mọi người xem thử nghé con muốn làm gì. Một giây sau, mấy người Lục Yên Chi xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, trông thấy Dương Bách Xuyên bị một con nghé cắn. Dương đại ca, đây là... Lục Yên Chi vừa ra ngoài thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị một con yêu thú cắn, nhưng nhìn kỹ thì ra chỉ là cắn y phục. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tràn đầy bất lực của Dương Bách Xuyên là biết rất có khả năng con yêu thú này có quan hệ với hắn, vì vậy nàng lập tức thả lòng. Có điều nàng vẫn nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi với vẻ nghi hoặc, đây là diễn trò gì thế? Bịch bịch. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp trả lời Lục Yên Chi đã nghe thấy hai tiếng bịch bịch. Thoát cái thú ngũ hành và long trùng thanh nghiêu đã bủn rủn quỳ dạp trên đất, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hích, các ngươi, Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Một tên đường đường là thú ngũ hành được trời sinh đất dưỡng, một tên là long trùng thanh nghiêu cấp bậc đại thừa, vậy mà lại quỳ dạp dưới chân Dương Bách Xuyên. Mặc dù ta là chủ nhân của các ngươi, nhưng bình thường ta đâu có bày ra dáng vẻ chủ nhân, các ngươi đâu cần phải hành lễ long trọng như vậy. Tên họ Dương nào đó còn tưởng mình quá ngầu khiến thú ngũ hành và thanh nghiêu phải hành lễ long trọng như vậy. Ngay cả con trồn sau khi ra ngoài cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Yên Chi. Tuy nó không quỳ dạp dưới đất như thú ngũ hành và thanh nghiêu, nhưng cũng đang run lẩy bẩy. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện ra trên người nghé con tỏa ra khí tức thần thánh khi nó mới xuất thế, trong lòng đã hiểu ra. Giọng nói kèm theo tiếng thút thít của thú ngũ hành vang lên, chủ nhân. Người có thể bảo vị đại nhân này thu lại uy áp không? Quá đáng sợ. Đúng đúng đúng, rốt cuộc đây là thứ gì mà uy áp khủng khiếp như vậy? Thanh Nghiêu cũng lên tiếng. Dương Bách Xuyên. Cuối cùng hắn cũng biết thì ra nguyên nhân là do nghé con. Bởi vì nghé con là kỳ lân mà. Đây là uy áp cấp bậc trời sinh, thảo nào thú ngũ hành và Thanh Nghiêu lại quỳ dạp xuống như vậy. Tuy con trồn không quỳ. Nhưng cơ thể cũng run rẩy. Chỉ có đá đả tiên không bị ảnh hưởng, bởi vì nó không phải yêu thú. Dương Bách Xuyên biết sau khi nhóm thú ngũ hành xuất hiện, chắc hẳn nghé con có cảm ứng và vô thức phóng ra khí tức của kỳ lân. Mà thú ngũ hành và thanh nghiêu tuy không biết kỳ lân, nhưng khí tức của thần thú vẫn có tác dụng, cho nên hai đứa nó lập tức quỳ dạp. Nghé con, thu lại khí tức của ngươi đi. Dương Bách Xuyên thử thuyết phục nghé con thu lại khí tức. Ọ. Nghé con phát ra tiếng ọ ọ qua lỗ mũi, rốt cuộc cũng thu lại khí tức, nhưng vẫn cắn chặt y phục của Dương Bách Xuyên. Nhả ra, Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt, các ngươi mau nhìn coi rốt cuộc nghé con muốn làm gì. Ọ ọ, nghé con tiếp tục kêu. Sau khi nghé con thu lại khí tức trên người, cuối cùng thú ngũ hành và thanh nghiêu cũng đứng dậy. Con trồn kêu chít chít ngồi trên vai Dương Bách Xuyên mắng nghé con. Xem ra trồn ta rất khó chịu với nghé con. Lúc này, thú ngũ hành cười gượng nói, chủ nhân, nó đói bụng đòi ăn đấy. Đúng vậy đó chủ nhân, nó đói rồi, người mau kiếm gì đó cho nó ăn đi. Thanh nghiêu cũng lên tiếng, mắt dán chặt vào nghé con. Giữa yêu thú có thể hiểu ngôn ngữ của nhau, điều này không có gì lạ, thú ngũ hành và thanh nghiêu đều hiểu nghé con nói gì. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc khi nghe thú ngũ hành và thanh nghiêu nói vậy. Lúc này hắn mới nhớ ra hình như, từ lúc nghé con phá kén đến giờ, nó chưa ăn gì cả, hèn chi nó cứ cắn vạt áo mình không nhả. Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một quả linh đào. Quả nhiên nghé con lập tức thả hắn ra, há miệng thè lưỡi cuốn linh đào vào miệng. Ồ, nghé con há miệng kêu khẽ. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên cũng biết nó muốn ăn tiếp. Hắn dứt khoát lấy toàn bộ linh đào trên núi linh đào trong không gian bình càn khôn ra. Sư phụ nói phải đối xử tốt với nghé con,
tương lai nghé con chính là thần thú đồng hành của hắn. Hơn nữa qua 10 ngày thi đấu tốc độ, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra nghé con thật sự đáng được nuôi dưỡng tốt, vì vậy hắn rất hào phóng. Ngoại trừ một quả linh đào trên cây mẹ vẫn còn đó, tổng cộng 81 quả linh đào trên 9 cây con đều bị mang ra cho nghé con ăn thoải mái. Đương nhiên ban đầu Dương Bách Xuyên còn sợ nó no, nhưng ngẫm lại thì nghé con tốt xấu gì cũng là thần thú, hẳn là biết đói hay no. Vì vậy hắn không băn khoăn nữa, nghé con không ăn hết thì hắn sẽ chia cho đám con trồn và thú ngũ hành. Chít chít. Con trồn thấy Dương Bách Xuyên cho nghé con một đống linh đào, lập tức kêu chít chít bày tỏ tâm trạng tức giận vì sự đối xử bất công của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha hả, điều nhi à, dù sao nghé con cũng là thành viên mới, lần đầu tiên cho nó ăn nhiều một chút, lần sau sẽ cho ít đi. Ngươi cứ yên tâm, nghé con không ăn hết thì số còn lại sẽ thuộc về các ngươi. Dương Bách Xuyên dỗ con trồn như dỗ trẻ con. Chít chít, Dương Bách Xuyên nói vậy càng làm con trồn giận hơn, nhưng cũng chỉ biết giận mà thôi. Trồn ta rất khó chịu, nhưng không dám cướp linh đào từ miệng nghé con. Thấy vậy Dương Bách Xuyên cười trộm trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng thì con trồn không sợ trời không sợ đất cũng gặp phải đối tượng khiến nó sợ hãi, thật là không dễ dàng. Lúc này, Lục Yên Chi lên tiếng, Dương đại ca, đây là yêu thú gì thế? Lục Yên Chi đứng xem bên cạnh, cũng hiểu sơ sơ. Yêu thú khiến thú ngũ hành, thanh ngưu và con trồn sợ hãi như vậy tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. Nghe thấy Lục Yên Chi hỏi câu này, thú ngũ hành, thanh ngưu và cả con trồn đều nhìn Dương Bách Xuyên. Thật ra bọn chúng chỉ cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người nghé con chứ không biết rốt cuộc nghé con có lai lịch gì. Dương Bách Xuyên nghe thấy Lục Yên Chi hỏi về lai lịch của nghé con, trong lòng hết sức đắc ý, kỳ lân đó. Gì cơ, thần thú kỳ lân ư? Khi Dương Bách Xuyên kể cho đám Lục Yên Chi, thú ngũ hành nghe chuyện về nghé con, ai nấy đều thổn thức không thôi. Mọi người đều vô cùng tò mò về kỳ lân đã tuyệt tích ở tu chân giới không biết bao nhiêu năm tháng. Theo lời Thanh Nghiêu, đã biết bao vạn năm rồi thần thú không xuất hiện trong yêu tộc Thái Hoang bọn họ chứ đừng nói chi đến tu chân giới, kỳ lân là vua của thần thú càng là truyền thuyết. Sau một hồi lâu, thú ngũ hành hết nhìn nghé con lại nhìn Dương Bách Xuyên, vẻ mặt không thể tin được, chủ nhân. Ngài có chắc nó là kỳ lân chứ không phải họ hàng nhà Châu không? Nếu nhà Châu có họ hàng như vậy thì hay biết mấy. Ta có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người nó, chắc chắn là thần thú. Chẳng phải lúc nãy khí tức trên người nghé con khiến chúng ta bủn rủn sao? Thử hỏi trên thế gian có bao nhiêu yêu thú có thể khiến chúng ta bủn rủn chỉ bằng khí tức chứ? Hiện tại trông nó không giống kỳ lân mà giống nghé con, ta nghĩ chắc là con non, thần thú đều lột xác mà. Thanh Ngưu nói lên quan điểm của mình. Dương Bách Xuyên gật đầu, lão Ngưu nói không sai, nghé con đúng là con non, là thần thú kỳ lân hàng thật giá thật đấy, điều này không sai được. Sau này các ngươi cẩn thận chút, đừng trêu chọc nó. Chúng ta tránh còn không kịp nữa là, nào dám trêu chọc chứ? Thú ngũ hành lẩm bẩm. Thật ra nó nghe Dương Bách Xuyên nói nghé con là thần thú kỳ lân thì cũng tin rồi, có điều. Thoạt nhìn ngoại hình của nghé con chẳng liên quan gì đến thần thú kỳ lân trong truyền thuyết, thật sự là không hề có vẻ oai phong mà thần thú nên có. Chít chít, chỉ có con trồn rất khó chịu với nghé con, bởi vì Dương Bách Xuyên đã cho nghé con ăn rất nhiều linh đào khiến con trồn ghen tị. Không chỉ con trồn, mà thú ngũ hành và thanh ngưu cũng nuốt nước miếng, cảm thấy chủ nhân quá thiên vị. Tuy nhiên cả ba không ngờ rằng sự ghen tị vẫn còn ở phía sau, Dương Bách Xuyên thiên vị nghé con mới chỉ vừa bắt đầu. Dương đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lục Yên Chi hỏi. Dương Bách Xuyên đang định trả lời Lục Yên Chi thì nghe thấy nghé con lại kêu gào. Khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, hắn thấy nghé con đã ăn hết linh đào, vừa ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn vừa kêu. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên cũng biết nghé con vẫn chưa no. Còn muốn ăn tiếp. Hắn cứ tưởng nghé con không ăn hết linh đào, nào ngờ linh đào không đủ ăn. Chỉ là một con nghé con, cái bụng cũng chẳng to lắm, trông gầy nhom à, Dương Bách Xuyên không thể nào hiểu nổi sao nghé con lại ăn hết được. Những 81 quả linh đào đấy. Vậy mà nghé con đã ăn sạch trong lúc bọn họ nói chuyện. Ồ! Nghé con lại kêu. Chủ nhân, nó còn muốn ăn nữa. Thú ngũ hành yếu ớt nói. Ta biết,
Khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt. Dù sao hiện tại hắn không thiếu thiên tài địa bảo, giết người của năm thánh địa lớn tất nhiên hắn không bỏ qua chiến lợi phẩm, sau khi con trồn thu dọn chiến trường đều giao nhẫn chữ vật của những người đó cho hắn. Dương Bách Xuyên vung tay lên, mấy chục pháp khí chữ vật xuất hiện. Hắn dùng linh thức quét qua, sau đó lấy hết đồ bên trong ra, chất thành một hòn núi nhỏ cao 3 mét. Có đủ loại linh quả, linh dược, kỳ thạch, linh thạch, pháp khí. Những nhẫn chữ vật này là của đám đệ tử của năm thánh địa lớn bị hắn giết, có nhiều đồ hơn đệ tử của tông môn bình thường, đủ loại đồ vật chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên thì chẳng có mấy thiên tài địa bảo bất phàm, đồ có thể ăn không nhiều nhưng cũng không ít. Hắn lấy ra toàn bộ, vừa hay hắn cũng muốn sắp xếp phân loại. Ồ! Hắn cũng nói với thú ngũ hành và thanh ngưu, các ngươi cũng chọn đi, cái gì có ích với mình thì tự lấy đi. Thật ra mọi người đều có công trong việc lấy những thứ này, Dương Bách Xuyên sẽ không quá hà khắc. Nghe vậy thú ngũ hành và thanh ngưu vội vàng cảm ơn chủ nhân. Sau đó, bọn họ lập tức nhào tới. Thú ngũ hành còn ổn, nó đã đi theo Dương Bách Xuyên thời gian dài nên biết tính cách của chủ nhân, đương nhiên sẽ không khách sáo. Thanh ngưu mới được thu phục không lâu, cảm thấy rất vui vì Dương Bách Xuyên hào phóng như vậy. So với thú ngũ hành và con trồn thích linh quả, thanh ngưu càng thích đan dược của nhân tộc hơn, thế là nó dứt khoát đi tìm đan dược. Lúc này, đá đả tiên lên tiếng, chủ nhân, ta muốn lấy một ít kỳ thạch. Dương Bách Xuyên cười ha ha, đương nhiên ta sẽ không quên ngươi. Ngươi tự tìm đi, kỳ thạch hữu ích với ngươi, ngươi cứ lấy hoặc ăn luôn cũng được. Cảm ơn chủ nhân, ánh sáng xanh lóe lên, đá đả tiên biến thành một đứa trẻ 8-9 tuổi. Sau khi cảm ơn Dương Bách Xuyên, nó đi thẳng tới đống thiên tài địa bảo nhặt kỳ thạch rồi bắt đầu ăn. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ đá đả tiên lại trực tiếp ăn đá. Đương nhiên những hòn đá này tràn đầy linh khí. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu thì thấy Lục Yên Chi đứng bất động. Hắn bèn đi tới, nhẹ nhàng cầm tay nàng, Yên Chi có cần không? Bây giờ Lục Yên Chi đã là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, nhưng khi hắn cầm tay nàng vẫn không nhịn được đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thể chất của ta đặc biệt, chỉ có độc dược mới hữu ích với ta, Dương đại ca giữ những thiên tài địa bảo này thì hữu dụng hơn là ta giữ. Ta có Dương đại ca là thỏa mãn rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Yên Chi đỏ mặt nở nụ cười nhẹ, má trái có lúm đồng tiền, trông thật xinh đẹp, nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đúng vậy, sau này nàng đã có ta. Dương Bách Xuyên rất hiểu Lục Yên Chi, thật ra nàng rất khổ, từ nhỏ đã là cô nhi, được nguyên thần huyễn nhận làm đệ tử cũng chỉ vì độc thể ách nan trời sinh của nàng. Dương Bách Xuyên thề rằng hắn sẽ không phụ lòng nàng. Dương Bách Xuyên cũng dự định nói cho Lục Yên Chi tình huống của mình, chẳng hạn như chuyện hắn có mấy người vợ. Hắn đã nhận định Lục Yên Chi thì không định giấu giếm nàng điều gì để tránh sau này nảy sinh hiểu lầm. Mặc dù hắn và Lục Yên Chi ở bên nhau là do sự cố ngoài ý muốn, nàng giải độc cho hắn mới dẫn đến kết quả này, nhưng dù sao nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn sẽ thẳng thắn với nàng. Yên Chi, thật ra ta có rất nhiều nữ nhân, các nàng. Tên họ Dương nào đó kể cho Lục Yên Chi nghe chuyện của mình. Nửa tiếng sau hắn đã nói hết những gì cần nói, cứ tưởng Lục Yên Chi sẽ buồn, nhưng nào ngờ nàng lại ôm chặt hắn và nói, cảm ơn Dương đại ca đã nói cho ta biết những chuyện này. Ta rất vui vì huynh không coi ta là người ngoài, thật ra ta không ngại. Ở tu chân giới, cường giả có rất nhiều nữ nhân, thậm chí có một số cường giả sở hữu hậu cung 3.000 mỹ nữ, chuyện này không có gì lạ. Ta chỉ mong sau này trong lòng huynh có một vị trí cho ta là đủ rồi. Có thể nói mạng của ta là Dương đại ca ban tặng, tình cảm của ta dành cho huynh. Là tự nguyện, thật đấy. Đời này gặp được huynh là may mắn của ta. Còn các tỷ tỷ, sau này họ tới tu chân giới, ta nhất định sẽ đi gặp họ, Dương đại ca không cần lo lắng cho ta. Lục Yên Chi đã nói vậy, Dương Bách Xuyên còn nói gì được nữa. Trong lòng chỉ có một câu, có nữ nhân như vậy còn cầu mong điều gì. Hai người ở một bên thì thầm nói chuyện. Tên họ Dương nào đó kìm lòng không đậu hôn Lục Yên Chi, nhưng lúc này tiếng kêu chói tai của con trồn đã cắt ngang hành động của hắn. Sau đó, nghe con cũng giống lên, ọ. Khi Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, suýt thì hắn ngã sấp mặt. Không biết thú ngũ hành,
Thanh Ngưu và Đá Đả Tiên đã tránh ra xa từ bao giờ, đứng nhìn con trồn và nghé con. Lúc này núi thiên tài địa bảo mà hắn lấy ra chỉ còn sót lại một ít trên mặt đất. Nghé con cũng gầm gừ với con trồn. Hai đứa này sắp đánh nhau rồi. Dương Bách Xuyên ngơ ngác, thôi bỏ qua một đống lớn thiên tài địa bảo đã biến mất, chẳng cần hỏi cũng biết là bị mấy đứa này phân chia hết rồi. Nhưng tụi nó còn muốn đánh nhau. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, đây là muốn tạo phản mà. Chít chít. Họ. Con trồn và nghé con giống lên với đối phương, một giây sau cả hai phóng ra khí tức cường đại. Điều khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu là trước đó con trồn còn tỏ ra sợ hãi khí tức thần thú mà nghé con phát ra, nhưng lúc này nó lại dám đối đầu với nghé con. Thật sự là hắn không tài nào hiểu nổi. Bây giờ hai đứa nhỏ này còn muốn đánh nhau. Dương Bách Xuyên xa sầm sắc mặt, giận dữ quát to, dừng tay cho ta, muốn tạo phản à. Thấy con trồn sắp đánh nhau với nghé con, Dương Bách Xuyên vội vàng xông tới ngăn cản. Một giây sau hắn đã lao tới chặn giữa con trồn và nghé con, sắc mặt xanh mét. Sau khi Dương Bách Xuyên xông tới, con trồn thấy hắn xanh mét mặt mày thì lông trên người cũng rủ xuống, cơ thể khôi phục lại kích thước như con mèo. Sau đó, nó kêu chít chít với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe nó kêu chít chít, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Đương nhiên hắn hiểu con trồn nói cái gì, nó nói nghé con là thùng cơm rất tham ăn, tất cả linh quả đã bị nghé con ăn hết. Nó chỉ được ăn mấy quả mà thôi. Hơn nữa, nghé con không chỉ ăn hết linh quả mà còn ăn hết linh dược có thể ăn được. Tóm lại là một đống thiên tài địa bảo chất như núi đã bị nghé con ăn hết, ngay cả linh thạch cũng không bỏ qua. Vì vậy con trồn nổi cáu, bảo vệ chút đồ cuối cùng không cho nghé con ăn nữa. Kết quả là nghé con cũng nổi giận, thế là hai đứa kèn cựa nhau. Dương Bách Xuyên nghe con trồn kể lại, hắn không cảm thấy nó nói dối. Con trồn chưa bao giờ nói dối hắn, vì vậy chỉ có thể nói con trồn không sai. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có chút khó tin, bởi vì theo lời con trồn thì nghé con ăn quá dữ, đã no căng từ lâu rồi. Sau khi con trồn chít chít nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn sang thú ngũ hành và Thanh Ngưu, ý hỏi con trồn có nói dối không? Chủ nhân, trồn lão đại không nói sai, đúng là nghé con quá tham ăn. Thật sự là nó ăn rất rất nhiều, ta chỉ ăn có một ít. Thiên tài địa bảo như ngọn núi đều bị nghé con ăn hết 9 phần. Thú ngũ hành nói với vẻ mặt đau lòng. Đúng đúng đúng, lão Ngưu ta cũng làm chứng. Chủ nhân à, vừa rồi ngài và chủ mẫu tình trạng ý thiếp, con nghé này đã ăn rất nhiều. Nó đã ăn hết 9 phần thiên tài địa bảo thật đó. Thanh Ngưu cũng lên tiếng. Sau đó, Đá Đả Tiên cũng cất lời, đúng vậy, con nghé này còn không bỏ qua linh thạch nữa cơ, nó đã ngốn mấy vạn linh thạch rồi. Toàn bộ kỳ thạch có linh khí đều vào bụng nghé con hết. Đá Đả Tiên cung tức giận bất bình. Hiếm lắm chủ nhân mới hào phóng một lần, cho nó chọn kỳ thạch, ấy vậy mà nghé con ăn vài ba miếng là hết sạch. Đá Đả Tiên, thú ngũ hành, Thanh Ngưu cực kỳ oán giận, nhưng nghé con là thần thú mà chủ nhân mới thu phục, toàn thân tỏa ra khí tức của thần thú, bọn họ không chống đỡ nổi, chỉ đành tránh ra xa nhìn. Đá Đả Tiên còn đỡ. Nó là kỳ thạch thiên địa chứ không phải thú, không bị ảnh hưởng nhiều bởi khí tức của thần thú. Nhưng bởi vì nó nhìn ra nghé con là thần thú, là thành viên mới vừa được Dương Bách Xuyên thu phục, nó vẫn chưa nắm rõ tình hình, không dám đắc tội nghé con nên cũng tránh ra xa. Mà thú ngũ hành và Thanh Ngưu, tốt xấu gì một đứa cũng là thú ngũ hành có thực lực tu vi độ kiếp hậu kỳ, một đứa là đại yêu cấp bậc tôn vương tương đương với đại thừa kỳ. Đối mặt với một con nghé, tuy là thần thú nhưng cũng chỉ là con non, bọn họ không thể cứ bủn rủn mãi chứ. Như vậy rất mất mặt đúng không? Vì vậy, khi con cồn và nghé con sắp đánh nhau, bọn họ chỉ có thể né xa. Thứ nhất, con trồn là mang huyết mạch của dị thú hồng hoang thần trồn phi thiên, cũng là huyết mạch thần thú dị chủng nổi tiếng, vì vậy nó có thể chống đỡ được khí tức của thần thú kỳ lân nghé con. Mặc dù cũng có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên đó là bởi vì nghé con vẫn còn là con non. Nếu nghé con là kỳ lân trưởng thành thì chưa chắc. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì Dương Bách Xuyên. Từ trước đến giờ con trồn là linh thú được Dương Bách Xuyên thích nhất, nó tự nhận mình là lão đại trong giàn linh thú, nó chẳng sợ nghé con đâu. Vì thế con trồn mới dám đối đầu với nghé con.
Sau khi Dương Bách Xuyên nghe con trồn và đám thú ngũ hành nói xong, hắn đưa mắt nhìn con nghé đang bày ra vẻ mặt vô tội. Lúc này hắn mới phát hiện hình như bụng của nghé con đã to hơn một vòng. Thấy vậy hắn biết là con trồn không nói dối. Con nghé này, tham ăn thật. Thiên tài địa bảo như ngọn núi nhỏ đã bị nó ăn hết, hiện tại nó đã ăn dữ như vậy thì sau này hắn nuôi kiểu gì? Dương Bách Xuyên sầm mặt, nhìn con trồn rồi lại nhìn nghé con, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Vì ăn mà đánh nhau. Tương lai còn dài, lẽ nào ngày nào hai đứa nó cũng đánh nhau? Ôi đau quá, toàn thân đều đau. Chủ yếu là nghĩ tới chuyện nghé con ăn nhiều như vậy, hắn càng thêm đau lòng. Biết bao nhiêu thiên tài địa bảo như vậy, phần lớn là linh dược, vậy mà bị nghé con ăn hết không chừa một cây. Dương Bách Xuyên thầm gào thét trong lòng, nhiều linh dược nhiều như vậy luyện chế được bao nhiêu đan dược chứ a. Đồ phá của. Họ. Nghé con nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng kêu. Lúc này, thú ngũ hành chậm gì gì phiên dịch, chủ nhân, tên này còn muốn ăn nữa, nó nói chưa no. Ngươi im đi, lúc này tên họ Dương nào đó đang đau lòng xót ruột. Tất cả chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được sau khi vào Thái Hoang đã bị nghé con ăn hết, coi như sạt nghiệp rồi, nói không đau lòng là giả. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên nghe tiếng kêu của nghé con cũng biết ông tướng này còn muốn ăn nữa. Tức thì hắn cáu lên, quát thú ngũ hành. Thú ngũ hành rụt cổ, không dám nói gì nữa. Dương Bách Xuyên dỗ dành con trồn, không nỡ nổi giận với nó. Quả thật hắn thiên vị và nuông chiều con trồn. Mà con trồn thấy Dương Bách Xuyên sầm mặt còn an ủi hắn, không ầm ĩ nữa, chỉ hung hăng trợn mắt chừng nghé con, sau đó nhảy vào lòng Lục Yên Chi, không muốn nhìn nghé con thêm nữa. Nhưng nghé con là con non hàng thật giá thật, hoặc có thể nói là nó mới xuất thế, tâm hồn vô cùng thuần khiết, không biết mình bị ghét bỏ. Nó chỉ kêu ọ ọ với Dương Bách Xuyên tỏ ý mình vẫn chưa ăn no. Dương Bách Xuyên rất muốn nổi giận với nghé con. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó, rồi lại nghĩ tới lời dặn của sư phụ, cuối cùng hắn đành thôi. Dù sao hiện tại nghé con vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn không nỡ quở trách nó. Nghé con à, ta bị ngươi ăn sạt nghiệp rồi, bây giờ không còn gì cho ngươi ăn nữa. Chờ khi nào chúng ta thu thập được chút linh dược, ta sẽ luyện đan cho ngươi ăn. Lục Yên Chi ôm con trồn đi tới, Dương đại ca. Trước đây ta từng thấy một số ghi chép về sự phát triển của thần thú, biết được quá trình thần thú muốn trưởng thành thì cần có lượng lớn thiên tài địa bảo. Bây giờ xem ra ghi chép rất chuẩn, từ tốc độ ăn của nghé con có thể thấy còn thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà tương lai nó sẽ càng ngày càng ăn nhiều, huynh phải nghĩ cách luyện đan mới được, nếu không có nhiều linh dược và linh quả đến mấy cũng không đủ cho nghé con ăn. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp, chúng ta cùng nghĩ cách nhé. Mấu chốt là hiện tại ta không có nhiều linh dược, xem ra tiếp theo chúng ta phải tìm thật nhiều linh dược, ta phải luyện đan cho nghé con kẻo nó lại ầm ĩ. Nghé con là thần thú, đáng để chúng ta dốc hết vốn liếng. Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Lục Yên Chi hỏi. Chúng ta đã giết đệ tử của năm thánh địa lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không tha cho ta. Chúng ta không thể tới những nơi mọi người thường tới, chỉ có thể vào sâu trong Thái Hoang. Mặc dù sâu trong Thái Hoang hơi nguy hiểm, nhưng có nhiều thiên tài địa bảo có thể thu hoạch hơn, còn có thể né tránh người của năm thánh địa lớn. Nàng thấy sao? Ta nghe theo Dương đại ca, huynh nói đi đâu thì ta theo đến đó. Được, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát, dù sao cũng là rèn luyện, trước tiên chúng ta vào sâu trong Thái Hoang vậy. Dứt lời Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu hỏi Thanh Ngưu, lão Ngưu, người có biết nơi nào ở sâu trong Thái Hoang có nhiều linh dược không? Chủ nhân, ta từng nghe có một nơi, chúng ta có thể thử xem. Chỗ đó nằm sâu trong Thái Hoang, Thanh Ngưu giới thiệu cho Dương Bách Xuyên. Bởi vì nghé con ăn rất giỏi nên Dương Bách Xuyên đặt ra mục tiêu tiếp theo là phải tìm linh dược, chuẩn bị luyện đan để nuôi nghé. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Ngưu, bọn họ đi sâu theo hướng đông của Thái Hoang, Thanh Ngưu biết một nơi có rất nhiều linh dược. Nhưng, ở đó cũng có rất nhiều yêu thú. Sau khi Thanh Ngưu nói ra thì hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, hắn nghe thấy có nhiều yêu thú là trong đầu lại có ý nghĩ, trước kia hắn đã chém gió với lão đầu là sẽ tự thành lập một thế lực không thua kém gì với cửu đại thánh địa của tu chân giới, mà mắt xích quan trọng nhất chính là yêu thú.
Hắn hỏi Thanh Ngưu, Lão Ngưu, là nơi nào vậy, có những yêu thú gì? Ngươi nói rõ tình huống cụ thể cho ta nghe xem nào. Thanh Ngưu trầm ngâm một lúc rồi nói, nơi đó gọi là dãy núi Vạn Yêu, nghe tên thì giống như có vạn loài yêu thú, nhưng thực tế thì hơi phóng đại, số lượng không nhiều như vậy, nhưng cũng có trên nghìn quần thể yêu tộc. Nhắc tới núi Vạn Yêu, đây cũng là một vùng lớn của Thái Hoang, là nơi sinh sống của 80% đến 90% yêu thú đã mở linh trí, nói là núi Vạn Yêu nhưng thật ra là một vạn các đỉnh núi lớn nhỏ. Mỗi một đỉnh núi đều có một yêu vương chiếm lĩnh, vậy nên mới được xưng là Vạn Yêu. Bao trùm diện tích nghìn vạn dặm, địa lý nơi này giống như quần sơn tụ lại. Bởi vì bị Vạn Yêu chiếm cứ, hơn nữa lại nhiều tộc yêu như vậy, sinh linh bên ngoài căn bản không dám bước chân vào địa phận của núi Vạn Yêu, nơi này nhìn qua thì có vẻ loạn, mỗi một ngọn núi đều có một chủ, yêu vương thống lĩnh vô số yêu tộc, thật ra cũng không như những gì chúng thể hiện ra bên ngoài. Thực tế, núi Vạn Yêu có tứ đại yêu thống lĩnh cấp bậc tôn vương, chia nhau đông, tây, nam, bắc, mỗi người quản một phương, phía dưới có rất nhiều tiểu yêu vương. Vốn dĩ còn có thành Vạn Yêu, do một tôn vương khác thống lĩnh, thuộc về thế lực lớn thứ năm của dãy núi Vạn Yêu, nhưng mấy nghìn năm trước đã bị các đại yêu vương ở Đông, Tây, Nam, Bắc liên hợp giết chết, kể từ đó cũng không còn thành Vạn Yêu nữa, nơi đó cũng bị bốn đại tôn vương phân chia. Sau khi Thanh Ngưu kể hết mọi chuyện, giọng điệu tràn đầy oán hận và bi thương, Dương Bách Xuyên nghe được từ trong lời kể của Thanh Ngưu, dường như còn có một câu chuyện cũ, nhưng hắn cũng không lên tiếng, đợi Thanh Ngưu kể tiếp. Dừng một lúc lâu, Thanh Ngưu mới lên tiếng, thành Vạn Yêu là một thành trì, hoàn toàn được xây dựng theo khuôn mẫu của con người, có tửu điếm, có chợ phiên, có tiệm cơm, thương hội. Tất cả những sản vật thiên tài địa bảo dưới sự cai quản của tứ đại yêu tôn đều sẽ mang tới thành Vạn Yêu để giao dịch, đổi lấy vật phẩm cần thiết, bởi vì ở thành Vạn Yêu có thương hội yêu tộc, mà thương hội sẽ lấy thiên tài địa bảo của núi Vạn Yêu để trao đổi với người của tu chân giới. Nói tới đây, vành mắt Thanh Ngưu đã hơi đỏ, Dương Bách Xuyên thấy vậy thì cũng đoán được, xem ra Thanh Ngưu có quan hệ với thành Vạn Yêu, ngẫm lại, Thanh Ngưu cũng là đại yêu cấp bậc tôn vương, nghĩ như vậy, mối quan hệ giữa thành Vạn Yêu và Thanh Ngưu, lẽ nào, Thanh Ngưu chính là thành chủ của thành Vạn Yêu. Tài nguyên của dãy núi Vạn Yêu vô cùng phong phú, bởi vì địa lý xung quanh đều là núi, vậy nên rất thích hợp để linh dược sinh trưởng, nơi đây cũng được xưng là vườn linh dược của Thái Hoang. Chủ nhân cần linh dược thì dãy núi Vạn Yêu là sự lựa chọn tốt. Hoặc là, ta có thể dẫn chủ nhân đi thẳng tới thành Vạn Yêu, ở đó chỉ cần có đan dược, bất kể là loại nào thì cũng đều rất đáng tiền, có thể đổi được linh dược thượng phẩm, dựa vào bản lĩnh luyện đan của chủ nhân, Lão Ngưu ta dám chắc ngài nhất định sẽ thu được lợi ích lớn ở thành Vạn Yêu. Càng nói về sau, ánh mắt Thanh Ngưu càng tràn đầy ánh sáng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt của Thanh Ngưu thì cười híp mắt, Lão Ngưu, lá gan của ngươi cũng to lắm, xem ta là thằng ngốc sao. Dương Bách Xuyên như gào lên. Ngay sau đó, hắn nghiêm nghị nói, ta đoán, ngươi chính là thành chủ thành Vạn Yêu đúng không? Ngươi là đại yêu bị tứ đại tôn vương ở dãy núi Vạn Yêu liên thủ giết chết. Hoặc nói đúng hơn, ngươi không hề chết mà là trốn thoát, nhưng bây giờ ngươi đang có ý gì đây? Vạn Dược Sơn Mạch, Vạn Yêu quần tộc, thành Vạn Yêu, bản thân ngươi cũng đã nói là thành trì của yêu tộc. Người đặc biệt để ta đi thành Vạn Yêu làm điểm tâm lót dạ cho yêu thú sao? Dương Bách Xuyên gần như là giống lên, hắn càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, Thanh Ngưu nói là núi Vạn Yêu, hơn nữa thành Vạn Yêu chính là trung tâm của dãy núi Vạn Yêu, vậy mà còn bảo hắn tới đó. Khác gì đi tìm chết đâu. Lúc đầu nghe có vẻ thú vị, nhưng càng nghe càng thấy sai, rõ ràng là Thanh Ngưu xúi dục hắn đi tìm chết. Sao Dương Bách Xuyên lại không tức giận được? Thanh Ngưu bị Dương Bách Xuyên giống thì cả người run rẩy, cảm nhận được người chủ nhân này đang giận dữ, lão ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, run giọng nói, Lão Ngưu tuyệt đối không dám gây bất lợi cho chủ nhân, Lão Ngưu còn có lời muốn nói, xin chủ nhân minh giám. Dương Bách Xuyên lại nghĩ, Thanh Ngưu đang sỉ nhục trí thông minh của hắn. Thật ra, nghe Thanh Ngưu nói quả thật giống như lừa gạt, nhưng cũng không hề sai, lão ta còn đang chưa nói xong. Nói, không nói được câu nào hợp lý, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Dương Bách Xuyên vẫn rất tức giận Thanh Ngưu, lần đầu là bởi vì chuyện của Dơ Yêu không có sự cho phép đã tự ý hành động, suýt chút nữa đã gây ra phiền phức lớn, hắn đã cảnh cáo Thanh Ngưu một lần,
vậy mà bây giờ còn dám xúi dục hắn đi thành Vạn Yêu. Nếu như Thanh Ngưu bảo hắn đi ven dãy núi Vạn Yêu, tìm các loại linh dược gì đó, hắn còn cho là Thanh Ngưu làm tròn chức trách, không ngờ vừa mở miệng đã xúi hắn chui vào trung tâm xào huyệt của yêu thú, đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Thanh Ngưu cũng biết do mình chưa nói hết nên mới khiến Dương Bách Xuyên hiểu nhầm, lão vội vàng giải thích, chủ nhân, thật ra phụ vương của ta là thành chủ thành Vạn Yêu, cũng chính là yêu tôn thứ 5 bị tứ đại yêu tôn liên hợp giết chết. Thành Vạn Yêu vốn là lãnh địa của tộc Long Trùng Thanh Ngưu, phụ vương ta là đại yêu tôn thứ 5 của dãy núi Vạn Yêu, thống lĩnh thành Vạn Yêu, tộc Thanh Ngưu ta cai quản thành hoàn toàn dựa trên cách thức của con người, thu nhập tất cả thiên tài địa bảo từ khắp Đông Tây Nam Ác của dãy núi Vạn Yêu để giao dịch với người của tu chân giới và nhân tộc, thu được khoản lợi rất lớn. Cũng chính vì vậy nên mới bị tứ đại tôn vương ghen tị, hơn 3.000 năm trước, bọn họ liên hợp tiến đánh thành Vạn Yêu, phụ vương và tộc nhân của ta đã chết trận. Còn ta được trưởng lão trong tộc bảo hộ chạy thoát được, sau đó trốn ở bên trong Thiên Yêu hành cung, lúc đó tu vi của ta mới chỉ ở cấp bậc tôn vương, nhưng sau khi chạy ra ngoài, ta đã thề phải báo thù cho tộc của mình, quay trở về thành Vạn Yêu. Sở dĩ ta nói với chủ nhân những chuyện này, thật ra cũng sợ chủ nhân không đồng ý cho ta đi, lão Ngưu không có ý lừa gạt, hơn nữa ta nói dẫn chủ nhân tới thành Vạn Yêu cũng không phải muốn hại người, nếu bình thường thì chắc chắn không tới được thành Vạn Yêu, bởi vì thành nằm giữa trung tâm dãy núi Vạn Yêu. Muốn tới thành Vạn Yêu phải đi ngang qua vô số cửa ải của những yêu tộc khác, vậy chẳng khác nào đi tìm chết, đương nhiên, bây giờ tu vi của ta có cấp bậc tôn vương, chủ nhân lại có pháp lực vô biên. Xông vào cũng không phải là không thể, nếu như lão Ngưu đã để chủ nhân đi thì tất nhiên sẽ nắm chắc. Năm đó, tứ đại tôn vương tiến đánh thành Vạn Yêu, lão Ngưu có thể chạy thoát bảo toàn mạng sống là bởi vì thành Vạn Yêu có một lối đi bí mật, dẫn thẳng ra bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, lối đi này cũng chính là bí mật của tộc Thanh Ngưu, hiện tại chỉ có mình ta biết. Thế nên ý của ta là, bên ngoài có thể đi thẳng tới thành Vạn Yêu, tiến vào khu vực trung tâm của dãy núi Vạn Yêu. Lão Ngưu có thể giúp chủ nhân tìm bất cứ loại linh dược nào ở thành Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu không giống như đang nói dối, hơn nữa giữa hắn và Thanh Ngưu có khế ước thần hồn, Thanh Ngưu cũng là yêu thú cưỡi của hắn, nếu như Thanh Ngưu muốn hại hắn, hoặc là có bất cứ suy nghĩ nào không có lợi cho hắn thì hắn sẽ có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại hắn cảm giác từng câu từng chữ của Thanh Ngưu đều là sự thật, không phải nói dối. Sau khi nghe Thanh Ngưu giải thích, Dương Bách Xuyên đã bớt tức giận đi phân nửa. Nhưng hắn vẫn hừ một tiếng, ngay từ đầu ngươi nói luôn cha ngươi là thành chủ thành Vạn Yêu không phải xong rồi sao? Việc gì phải che che giấu giấu? Chủ nhân minh giám, thật ra lão Ngưu nhớ lại trận chiến năm đó, lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa bao nhiêu năm qua, tứ đại yêu tôn vẫn không từ bỏ tìm tung tích của ta, thần kinh của ta quá căng thẳng, sau này lão Ngưu sẽ không giấu chủ nhân bất cứ cái gì, xin chủ nhân tha thứ. Thanh Ngưu nói xong. Lão nhìn Dương Bách Xuyên một lúc rồi đáp, chủ nhân, ta muốn đi thành Vạn Yêu, cứu tộc nhân của ta, còn có cả đại yêu nhất mạch của thành Vạn Yêu, bọn họ đều bị tứ đại yêu tôn giam giữ, mỗi ngày đều ở thành Vạn Yêu chịu khổ, cho dù chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được, hơn nữa ta cũng biết bảo khố của thành Vạn Yêu ở đâu, tới khi đó có thể dâng tặng cho chủ nhân, cái bảo khố đó nếu không có ta thì sẽ không mở được. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, bảo khố của thành Vạn Yêu. Nếu như Thanh Ngưu nói thật, vậy thì đây chính là cơ duyên khó gặp rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu, nói rõ hơn đi, bảo khố của nhà các ngươi là gì? Thanh Ngưu ngây người, trông thấy ánh mắt như phát ra tia sáng của Dương Bách Xuyên, liền biết chủ nhân nhà mình có hứng thú với bảo khố, vừa vặn đúng với ý lão mong muốn. Thanh Ngưu lập tức đáp, chủ nhân, chuyện là như thế này, bảo khố của thành Vạn Yêu do trưởng lão trong tộc và cha ta hao tổn nghìn năm để xây dựng. Trận pháp phức tạp, cơ quan bổ trợ cho nhau, đây là nguồn tài nguyên để tộc ta phát triển, không có chìa khóa, tứ đại yêu tôn sẽ không mở được, chìa khóa đang ở trên người ta. Tứ đại yêu tôn cũng biết tới bảo khố của thành Vạn Yêu, nhưng bọn họ không mở được, vậy nên mới giam cầm tộc nhân, phụ vương ta và một số đại yêu, tra tấn mỗi ngày để hỏi cách mở bảo khố, nhưng trước khi chết, cha đã giao lại chìa khóa cho ta. Để dẫn dụ ta ra ngoài. Bọn họ không giết tộc nhân và cha ta, tứ đại yêu tôn vẫn luôn tìm ta, đáng tiếc ta lại trốn trong thành cổ Thiên Yêu hành cung, sau 3.000 năm cũng chưa từng lộ mặt. Nếu không có ta thì bọn họ đừng nghĩ tới việc tìm bảo khố, chủ biết thành Vạn Yêu có bảo khố,
cho dù bọn họ biết được địa điểm nhưng nếu không có chìa khóa trên người ta thì đừng mơ mở được bảo khố, lấy đi tích lũy mấy vạn năm của thành vạn yêu ta. Xin chỉ nhân nghĩ cách giải cứu tộc nhân, cha ta và những thuộc hạ đại yêu, lão Ngưu xin thề, nếu như có thể cứu được bọn họ ra ngoài, ta sẽ bảo bọn họ đi theo chủ nhân. Nói xong những lời này, giọng điệu Thanh Ngưu vô cùng xúc động, hai mắt đã đẫm lệ, giống như rất quan tâm tới người trong tộc. Ngay sau đó, lão lại khẩn cầu, xin chủ nhân nghĩ cách cứu bọn họ, ta biết nhân tộc đều rất thông minh, chủ nhân lại là đứa con trời sinh của nhân tộc, nhất định sẽ có cách giúp lão Ngưu cứu tộc nhân của mình. Đến nước này, lão Ngưu không ngừng dập đầu với Dương Bách Xuyên, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy Thanh Ngưu rơi nước mắt khi nhắc tới tộc nhân của mình, Dương Bách Xuyên mềm lòng, lão Ngưu là một con trâu trọng tình trọng nghĩa, Dương Bách Xuyên tất tán thưởng điểm này, mặc dù lời thỉnh cầu của lão Ngưu không đơn giản, thậm chí có thể nói là không làm được, nhưng Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị hỏi kỹ tình huống cụ thể, nếu có thể cho Thanh Ngưu một vài lời khuyên cũng tốt. Mặt khác, hắn rất để ý tới kho báu mà Thanh Ngưu nhắc đến. Còn có tộc nhân và đại yêu của Thanh Ngư, với Dương Bách Xuyên mà nói thì chuyện này rất có ích, ví dụ như sáng lập ra một thế lực có thể sánh ngang với cửu đại thánh địa. Chỉ cần là yêu thú thì hắn có thể dùng nước sinh mệnh để thu phục, thu thật nhiều đại yêu, tập hợp lại không phải sẽ là thế lực to lớn hay sao? Trong đầu Dương Bách Xuyên rất loạn, nghe xong Thanh Ngưu nói, hắn có một kế hoạch mơ hồ, nhưng vẫn phải hỏi Thanh Ngưu tình huống cụ thể mới được. Lão Ngưu đứng dậy nói đi, ta là chủ nhân của ngươi, giúp ngươi nghĩ cách là chuyện nên làm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù cho những gì ngươi nói là đúng. Chúng ta đi qua thông đạo bí mật mà ngươi biết thì sẽ thế nào? Ngươi là Thanh Ngưu, cả tứ đại yêu tôn đều đang tìm ngươi, đợi ngươi tự chui đầu vào lưới, ngươi đi tìm tộc nhân chẳng khác nào để bọn họ tóm gọn hay sao? Còn có bốn yêu thú cấp bậc tôn vương mà ngươi nói, bọn họ thống lĩnh tất cả yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, cho dù hiện tại ngươi là đại yêu cấp bậc tôn vương, cộng thêm ta, đám trồn nhi, ngươi cho rằng chúng ta có thể thắng được họ sao? Không nói tới những thứ khác, ngươi là một dư nghiệt chạy thoát từ thành Vạn Yêu, một nhân tộc như ta, cho dù vào được thành thông qua lối đi bí mật, còn không phải bị người ta phát hiện hay sao? Dương Bách Xuyên nhíu mày, Thanh Ngưu xin hắn giúp đỡ hắn cũng không còn cách nào khác phải nói ra những lời trong lòng, một nhân tộc sao có thể vào được thành Vạn Yêu? Thanh Ngưu nghe xong ý của Dương Bách Xuyên, hắn bằng lòng giúp đỡ, nhưng vấn đề khó ở đây là Dương Bách Xuyên sợ bị yêu tộc của thành Vạn Yêu nhận ra. Thanh Ngưu lập tức sốc lại tinh thần nói, chủ nhân, nếu như ta có cách giải quyết vấn đề này, có phải người sẽ đi thành Vạn Yêu, cứu tộc nhân giúp ta không? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Thanh Ngưu, nếu người có thể giải quyết vấn đề sau khi vào thành Vạn Yêu sẽ không bị nhìn thấu thân pháp, mặc dù ta không có cách, nhưng có thể nghĩ cách, nếu như có thể tiếp cận được nơi tộc nhân của ngươi đang bị giam giữ, khi đó ta sẽ nghĩ biện pháp để họ tiến vào pháp bảo động thiên của ta, cứu bọn họ ra ngoài. Hơn nữa cũng có thể chuyển bảo khố đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải giải quyết được vấn đề thân phận của ta, tiếp cận được nơi tộc nhân của ngươi bị giam giữ thì mới được. Thanh Ngưu biết, chủ nhân nói như vậy có nghĩa là hắn đã đồng ý, Thanh Ngưu sớm đã nghe đồn về trí thông minh của loài người, bọn họ đều nói con người quỷ kế đa đoan, yêu tộc không phải đối thủ đấu trí của nhân tộc. Nhưng với thủ đoạn và trí tuệ của chủ nhân, nhất định có thể tiếp cận tộc nhân rồi cứu bọn họ ra ngoài. Dù sao thì lão cũng biết trên người chủ nhân mình có pháp bảo động thiên, chí bảo này có thể để cho những sinh linh khác tiến vào, tộc nhân của lão sẽ được cứu sống, đây cũng là nguyên nhân Thanh Ngưu xin Dương Bách Xuyên giúp đỡ. Chủ nhân, thật ra ở thành Vạn Yêu có rất nhiều yêu tộc có thể hóa thành hình người, ở thời kỳ phụ vương ta thống trị, tất cả thành Vạn Yêu đều mô phỏng theo nhân tộc, yêu cầu tất cả yêu thú có thể biến hình đều phải biến hình để đi lại trong thành. Bình thường thì chỉ cần yêu thú đạt tới cấp bậc hợp thể cảnh thì đều có thể biến hình người, chỉ là rất nhiều yêu tộc không quen, cũng không thích hóa hình, bình thường đều duy trì ở trạng thái bản thể, chỉ sau khi vào thành Vạn Yêu thì mới hóa hình người. Nhưng chỉ hóa hình thôi là chưa đủ, trên người vẫn sẽ để lại một số đặc trưng của yêu tộc, đương nhiên yêu thú có thể hóa hình đều thuộc yêu tộc, loại yêu thú hung ác giống như Hắc Lân Mãng mà Nguyễn Thần Hoan đã sử dụng, dưới hợp thể cảnh thì không thể hóa thành hình người. Những loại yêu thú này, nếu muốn biến hình thì tu vi nhất định phải đạt tới cấp bậc tôn vương mới có thể. Vậy nên ta có thể giải quyết vấn đề hóa hình, dù sao thì 3.000 năm trước ta vẫn chưa hóa được hình, vẫn giữ nguyên bản thể để bỏ chạy,
tứ đại yêu tôn kia cũng chỉ biết bản thể của ta, chưa nhìn thấy bộ dáng sau khi hóa hình, vấn đề của ta rất dễ giải quyết. Chủ nhân và chủ mẫu là nhân tộc, vào thành vạn yêu cũng không có vấn đề gì, đám thú ngũ hành giữ bản thể để vào thành vạn yêu, sau khu phụ thân ta rớt đài, thành vạn yêu cũng không cưỡng ép thi hành quy định phải hóa hình người, vẫn cho phép giữ nguyên bản thể. Thanh Ngưu còn định giải thích thì Dương Bách Xuyên đã ngắt lời, cho dù là như vậy thì ta và Yên Chi đều là con người, hơi thở của bọn ta thì thế nào? Cái này không thể làm giả được, còn ngươi nữa, mặc dù ngươi hóa thành hình người, nhưng trên người ngươi vẫn còn khí tức của Long Chủng Thanh Ngưu, tứ đại yêu tôn hẳn là rất quen thuộc, làm sao để giải quyết vấn đề này? Ta cũng đang tính nói chuyện này, chủ nhân yêu tâm, ta có cách, tộc Long Chủng Thanh Ngưu của ta có bảo vật tên là Đá Hoan Yêu. Sau khi sử dụng sẽ có thể tùy ý thay đổi hơi thở, ta sẽ chuyển đổi khí tức thành yêu tộc của bọn họ, chủ nhân và chủ mẫu sẽ bắt chước theo yêu khí, chỉ cần không bị bọn họ kiểm tra nguyên thần thì sẽ không phát ra. Mặc dù đá hoan yêu chỉ là bảo vật bình thường nhưng lại có tác dụng thay đổi hơi thở, hiện tại chủ nhân có thể thử. Thanh Ngưu vừa nói vừa phun ra hai viên đá hình thoi có đủ mọi màu sắc, yêu khí tản ra vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên nhận lấy. Hắn nhìn qua một lượt rồi nuốt xuống. Giây sau, đá hoàn yêu tan ra, quả nhiên toàn thân hắn tản ra yêu khí, sau khi thôi động chân khí, bên trong dần dần lấp đầy hơi thở yêu khí. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết kế hoạch của mình có thể thực hiện. Lẻn vào thành vạn yêu làm một yêu quái cũng không tệ, dãy núi vạn yêu có vô số yêu thú, nếu như hắn có thể thu phục tứ đại yêu tôn, tới lúc đó, ha ha. Đương nhiên. Mặc dù Dương Bách Xuyên biết việc này khó, nhưng nào có làm chuyện gì mà không có. Hơn nữa hắn cũng muốn giúp Thanh Ngưu cứu tộc nhân, dù cho không thu phục được tứ đại yêu tôn, cứu được tộc nhân của Thanh Ngưu cũng đồng nghĩa với có được một phần sức mạnh rồi, đúng không? Hắn trêu chọc tới người của ngũ đại thánh địa, bọn họ tất nhiên sẽ không tha cho hắn, chống lại những quái vật lớn như vậy, không có đàn em là không thể, hắn có nước sinh mệnh có thể thu phục tất cả yêu tộc. Đây là cách đơn giản và có hiệu quả nhất để chống lại đám người của ngũ đại thánh địa. Hắn cũng muốn bảo khố của nhà Thanh Ngư, nuôi cái thùng cơm nghé con này. Được, chuyện này quyết định vậy đi, liều mạng tìm phú quý, chúng ta đi thành vạn yêu. Dương Bách Xuyên phất tay nói. Thanh Ngưu vui mừng, đa tạ chủ nhân, sau này lão Ngưu nhất định sẽ cố gắng hết sức vì ngài. Theo Dương Bách Xuyên, mặc dù lời kể lại của Thanh Ngưu rất mạo hiểm, nhưng mà cũng có giá trị của mạo hiểm. Bởi vì Thanh Ngưu nắm giữ một mật đạo đi thẳng đến thành Vạn Yêu vùng trung tâm của dãy núi Vạn Yêu. Ngoài ra, dùng đá huyễn yêu có thể mô phỏng ra yêu khí giải quyết vấn đề khí tức của bọn họ, từ đó dung nhập vào thành Vạn Yêu. Sở dĩ Dương Mỗ muốn mạo hiểm vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đây là lời thỉnh cầu của Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên rất tán thưởng chuyện cứu tộc nhân này, Thanh Ngưu là tọa kỵ, là tiểu đệ của hắn. Đối với lời thỉnh cầu như vậy, Dương Bách Xuyên không muốn khiến Thanh Ngưu thất vọng. Thứ hai, kho tàng của nhà Thanh Ngưu là cơ nghiệp đã tích lũy mấy vạn năm, chắc chắn là một kho tàng vô cùng phong phú, quan trọng nhất là theo cách nói của Thanh Ngưu, nếu không có chìa khóa mở kho tàng, người khác dùng sức mạnh cũng không thể mở ra, mà chìa khóa vừa hay đang ở trên người Thanh Ngưu. Thứ ba, trên cơ sở của điều thứ hai, nói trắng ra để xây dựng một thế lực mạnh mẽ có tiền có tài nguyên còn lâu mới đủ, còn phải có tiểu đệ. Tiểu đệ này ở đâu ra? Tuyển nhận nhân tộc hoàn toàn không thực tế, nhân tộc tu vi mạnh mẽ thì hắn không có sức hút khiến người ta đi theo, còn tu vi yếu ớt cũng chưa chắc đánh lấy thiên hạ cùng với hắn. Cho nên cái Dương Mẫu nghĩ đến chính là yêu tộc. Hắn có nước sinh mệnh nghịch thiên để thuyết phục yêu tộc, chỉ cần để yêu thú dùng nước sinh mệnh. Yêu thú mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị hắn thao túng sinh tử. Thanh Ngưu có tộc nhân bị bắt nhốt ở thành Vạn Yêu, có thể cứu ra thì sẽ trở thành tiểu đệ của hắn, đây chính là sự bắt đầu để xây dựng thế lực. Thành Vạn Yêu tụ tập vô số yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên có thể từ từ tính toán, nghĩ cách thu phục hết yêu thú mạnh mẽ của thành Vạn Yêu, đến cuối cùng không chừng có thể mưu toan được tứ đại đại yêu cấp tôn vương Đông Nam Tây Bắc. Như vậy, nếu hắn có thể nắm giữ đám yêu của dãy núi Vạn Yêu trong tay, thì đây chính là một thế lực mạnh mẽ, đến lúc đó ít nhất hắn sẽ có thể nghênh ngang ở ngoại vực Thái Hoang. Nếu như ngũ đại thánh địa thật sự phái người tiến vào Thái Hoang giết hắn, Dương Bách Xuyên nghĩ có yêu thú mạnh mẽ làm hậu thuẫn, cho dù có khai chiến với ngũ đại thánh địa cũng không đáng sợ chút nào.
Đương nhiên thu phục yêu thú không chỉ đơn giản như nói, mạo hiểm tiến vào thành vạn yêu không đơn giản như trong tưởng tượng, chắc chắn có nguy hiểm rất lớn. Có điều chuyện trên đời quan trọng ở một hành động, có một số chuyện chỉ có từng cố gắng mới có khả năng thành công, chỉ suy nghĩ mà không làm, chẳng khác nào nằm mơ. Trong lòng Dương Mỗ rung động rồi, hắn cũng là người nghĩ được thì sẽ làm. Vì tương lai của bản thân, hắn biết lần mạo hiểm này là có lợi. Cho nên sau khi bàn bạc, bọn họ đã trực tiếp đến thành vạn yêu. Theo Thanh Nghiêu nói, hắn ta biết một con đường bí mật, nếu như thuận lợi thì có thể tiến vào thành vạn yêu một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi bàn bạc, bọn họ đã đi về phía dãy núi vạn yêu dưới sự dẫn dắt của Thanh Nghiêu. Dãy núi vạn yêu ở chỗ sâu của ngoại vực Thái Hoang, mặc dù Dương Bách Xuyên chạy như điên 10 ngày, nhưng vẫn cách rất xa chỗ sâu của Thái Hoang. Theo lời của Thanh Nghiêu, bọn họ còn phải đi khoảng 10 ngày nữa mới có thể đến được địa giới dãy núi vạn yêu. Cũng hết cách, Thái Hoang rộng quá rồi. Dương Bách Xuyên không biết rằng lúc bọn họ xuất phát đến dãy núi vạn yêu, đã có từng nhóm cao thủ lần lượt vào trong Thái Hoang. Tất cả đều là độ kiếp đại viên mãn. Những người này chính là người của ngũ đại thánh địa Dương Bách Xuyên đắc tội. Nhóm đầu tiên tiến vào là người của thánh địa Vạn Linh, có đến 100 độ kiếp đại viên mãn tiến vào. Lúc Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh ở hành cung Thiên Yêu, có một người đã thoát ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, đệ tử này lập tức trở về thánh địa Vạn Linh trình báo tình hình Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh và Trình Vĩ Khang. Điều này khiến cho Vạn Linh Thánh Mẫu phẫn nộ. Chưa nói đến đệ tử khác của thánh địa Vạn Linh, chỉ riêng Trình Vĩ Khang đã đủ khiến Vạn Linh Thánh Mẫu nổi trận lôi đình rồi. Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, cho nên bà ta trực tiếp ra lệnh để 100 đệ tử độ kiếp tiến vào Thái Hoang giết chết Dương Bách Xuyên và phải lấy pháp trượng Vạn Linh về. Là một đại thánh địa lịch sử bối cảnh thâm hậu của cửu đại thánh địa tu chân giới, môn nhân đệ tử có đến 10 vạn. Bỗng chốc phái ra 50 đệ tử độ kiếp đại viên mãn tiến vào Thái Hoang cũng không khó chút nào. Nếu không phải ngoại vực Thái Hoang có hạn chế đối với tu sĩ đại thừa cảnh, thì lần này người tiến vào sẽ không phải 100 độ kiếp đại viên mãn, mà là 100 cao thủ đại thừa. Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh, giết chết con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu Trình Vĩ Khang, đã hoàn toàn chọc giận Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra lệnh giết không luận tội. Ngoài ra, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Núi Thiên Kiếm, Thông Thiên Cung cũng đều lần lượt nhận được tin tức, từng thế lực tiến vào Thái Hoang, mục tiêu đều là Dương Bách Xuyên. Ngoài ra còn có U Linh Chi Đô cũng nhận được tin tức trình báo của Minh Du Nhiên, lập tức khiến cao tầng U Linh Chi Đô đều chấn động, vậy mà trên người Dương Bách Xuyên lại có truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn. Mặc dù tin tức trình báo của Minh Du Nhiên vẫn chưa đủ chắc chắn, nhưng mà sau khi cân nhắc dựa trên tin tức của Minh Du Nhiên, cao tầng U Linh Chi Đô cho rằng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ lớn với Bách Biến Chí Tôn. Cho nên thánh địa U Linh cũng cấp tốc tiến vào Thái Hoang. Người của thánh địa U Linh coi như là thế lực lớn thứ hai tiến vào Thái Hoang sau thánh địa Vạn Linh. Sau khi Mộ Trường Phong trở về Trường Sinh Điện trình báo tình hình của Dương Bách Xuyên, thành chủ Vân Trường Sinh đã đích thân gặp mặt Mộ Trường Phong. Sau khi nghe Mộ Trường Phong kể lại, Vân Trường Sinh đã chắc chắn Dương Bách Xuyên chính là tiểu sư đệ của mình. Mặc dù theo lời kể của Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận, nhưng tuyệt đối là đệ tử thân truyền, tất nhiên chi tiết cụ thể phải gặp bản thân Dương Bách Xuyên rồi mới có thể xác định. Nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ rất lớn với sư phụ Vân Thiên Tà. Chuyện liên quan tới tin tức của sư phụ Vân Thiên Tà đã biến mất vạn năm, nên Vân Trường Sinh trực tiếp ra lệnh 200 đệ tử điện thần thông của Trường Sinh Điện đồng loạt xuất phát. Đệ tử điện thần thông Trường Sinh Điện là người nổi bật trong số các đệ tử độ kiếp cảnh đại viên mãn, từng người đều là đệ tử nòng cốt có thể bước vào đại thừa bất cứ lúc nào, Vân Trường Sinh đã dốc hết vốn liếng vì Dương Bách Xuyên rồi. Bởi vì Trường Sinh Điện nhận được tin người mấy đại thánh địa khác đều là nhắm vào Dương Bách Xuyên, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ Dương Bách Xuyên an toàn. Cả tu chân giới đại động vì Dương Bách Xuyên. Cửu đại thánh địa ngoài Hoàng Triều Hiên Viên và thánh địa Đao Chủng ra, tất cả thánh địa khác đều phái người tiến vào Thái Hoang, hơn nữa còn đều là vì một người. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, cả tu chân giới chấn động, cái tên Dương Bách Xuyên này cũng được đặt vào trong mắt của các thế lực lớn tu chân giới. Đương nhiên Dương Bách Xuyên không biết những chuyện này,
lúc này hắn đang được Thanh Ngưu dẫn đường chạy thẳng đến dãy núi Vạn Yêu. Sau 7 ngày đi liên tục, Thanh Ngưu dừng lại nói, chủ nhân, chúng ta sửa sang lại rồi đi thôi, còn 3 ngày nữa là đến địa giới dãy núi Vạn Yêu rồi. Ngoài 300 dặm là một hẻm núi lớn, sau đó chính là địa giới dãy núi Vạn Yêu. Khu vực này rất nhiều hung thú, thực lực không mạnh, nhưng lại rất nhiều, bị dây dưa sẽ rất tốn sức mạnh. Đến lúc đó chúng ta phải đi qua với tốc độ nhanh nhất mới được. Được, mọi người cẩn thận chút. Dương Bách Xuyên dẫn Lục Yên Chi nhảy xuống khỏi lưng của Thanh Ngưu, nói. Trong thời gian 7 ngày này không phải luôn thuận buồm xuôi gió, bọn họ cũng gặp phải hung thú, nhưng có đại yêu cấp bậc tôn vương như Thanh Ngưu ở đây, về cơ bản là không có trở ngại gì. Có điều môi trường tự nhiên trên đường vẫn khiến bọn họ rất vất vả, đúng lúc sửa sang lại chút. Sau khi tính tọa nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Bách Xuyên nói, đi thôi. Sau đó Thanh Ngưu đi trước dẫn đường, hắn và Lục Yên Chi không cưỡi mà đi theo sau hắn ta, thú ngũ hành và trồn nhỏ chơi đùa đi ở sau cùng. Đá đà tiên biến thành dáng vẻ đứa trẻ con, vẫn luôn ở bên cạnh Ngưu độc tử, nói chuyện với Ngưu độc tử, cũng không biết Ngưu độc tử có thể nghe hiểu không, tóm lại là đã nói cả đường rồi. Cảnh tượng này rất buồn cười. Có điều cả đường đi Ngưu độc tử đều kêu la, chỉ có một ý đói bụng. Khiến cho Dương Bách Xuyên bị Ngưu độc tử ép khô, ngay cả thiên tài địa bảo có thể ăn trên người Lục Yên Chi đều cho Ngưu độc tử hết rồi. Cho dù là như vậy, Ngưu độc tử vẫn kêu la đòi ăn, sau khi thiên tài địa bảo chất như núi bị Ngưu độc tử ăn hết, ngoài trông béo hơn một vòng ra, Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện Ngưu độc tử thể hiện ra thiên phú đặc biệt gì. Bây giờ hắn nghe thấy Ngưu độc tử kêu la là đau đầu, nhưng mà trải qua mấy ngày, việc giao tiếp với Ngưu độc tử đã tăng lên rất nhiều. Hầu như Dương Bách Xuyên nói gì, Ngưu độc tử đều có thể nghe hiểu. Chủ nhân, Ngưu độc tử lại đói rồi, tiếng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ của đá đà tiên vang lên. Người tự nghĩ cách, ha ha, Dương Bách Xuyên trực tiếp ném Ngưu độc tử cho đá đà tiên chăm sóc. Ta không có đồ cho Ngưu độc tử ăn. Ngươi, đúng lúc Dương Bách Xuyên trêu đùa đá đà tiên, một giọng nói giả nua vang lên, đạo hữu hãy dừng bước. Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng nhìn qua, hơn mấy chục mét phía sau không biết đã xuất hiện một lão già từ khi nào, vậy mà bọn họ đều không cảm nhận được. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên tràn đầy cảnh giác, ra hiệu cho nhóm Thanh Ngưu phòng bị, người này chắc chắn là cao thủ. Nhưng Võ Văn Trạch lại nghĩ, thực ra Thánh Mẫu phái lão tới là vì có ý tứ muốn hòa giải với Dương Bách Xuyên, lão ta nghĩ nếu có thể hòa giải với Dương Bách Xuyên mà lại thuận lợi lấy lại pháp trượng vạn linh, đó là chuyện không còn gì có thể tốt hơn. Tất nhiên nếu như Dương Bách Xuyên không nể tình, vậy lão ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Từ lúc lão ta phụng mệnh tiến vào Thái Hoang, xuyên qua bình chướng pháp tắc đến bây giờ thực ra đã sớm chờ đợi bên ngoài hành cung Thiên Yêu. Tu vi của Võ Văn Trạch là địa tiên tam chuyển, thông qua bình chướng pháp tắc áp chế tu vi, đi tới ngoại vực Thái Hoang. Với lão ta, thi triển thủ đoạn tìm kiếm tung tích Dương Bách Xuyên chẳng phải việc khó. Sau khi lão ta tìm được hành cung Thiên Yêu, lão không đi vào mà chờ bên ngoài, sau khi lão gặp đệ tử thánh địa Vạn Linh trốn ra kia, mới biết Dương Bách Xuyên giết sạch đệ tử thánh địa Vạn Linh cũng giết luôn con trai thánh mẫu là Trình Vĩ Khang, Võ Văn Trạch liền biết việc này không xong rồi. Với hiểu biết của lão ta đối với Vạn Linh thánh mẫu thì bà ta tuyệt đối không buông tha cho Dương Bách Xuyên. Dù sao Trình Vĩ Khang cũng là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, Võ Văn Trạch không làm chủ được, bèn để cho tên đệ tử kia về Thánh Địa Vạn Linh bẩm báo, còn lão ta thì ở lại bên ngoài hành cung Thiên Yêu chờ Dương Bách Xuyên đi ra. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên đi ra, Võ Văn Trạch đương nhiên biết nhưng lão ta không hiện thân. Vì Võ Văn Trạch nghĩ rằng, Dương Bách Xuyên có thể giết chết nhiều người như vậy thì chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt trong tay, lão ta là địa tiên tam chuyển sống mấy ngàn năm. Cũng có thể nói lão đã thành tinh, mỗi một người như lão ta đều sẽ rất cẩn thận, thế nên Võ Văn Trạch không hề lỗ mãng. Lão ta muốn âm thầm theo dõi quan sát Dương Bách Xuyên, xem tình huống như thế nào. Lão ta muốn tìm hiểu xem vì sao Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mà có thể giết chết được nhiều cao thủ độ kiếp đại viên mãn như vậy. Lúc trước khi lão ta vừa tiến vào Thái Hoang thì nhận được tin tức báo rằng Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung Thiên Yêu đi ra, đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch vô cùng chấn động,
từ lúc bọn họ tiến vào hành cung thiên yêu chỉ trong thời gian một năm mà thôi, thời gian một năm Dương Bách Xuyên đi từ hợp thể cảnh đột phá tới độ kiếp kỳ. Tốc độ tu luyện thế này rất hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường cho dù là hạng người có thiên tư thượng thừa, đột phá từ hợp thể đến cửa ải độ kiếp cũng cần 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm, những người này đều được coi là có tốc độ tu luyện nhanh, có không ít người tu luyện dù trăm năm cũng không chắc có thể đột phá thành công cửa ải này. Bởi vì độ kiếp kỳ là cảnh giới tu chân nhập môn cao cấp, cho nên không dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ dùng một năm mà thôi, thậm chí còn ít hơn. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch càng tin chắc Dương Bách Xuyên là hạng người thiên tài có thể so với cổ thánh chủ, là người trên thân có đại khí vận. Nếu không, cho tới bây giờ lão ta chưa thấy qua người nào trong vòng một năm ngắn ngủi có thể từ hợp thể cảnh bước vào độ kiếp kỳ. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung thiên yêu đi ra, Võ Văn Trạch không vội vàng xuất hiện. Lão ta sinh ra sự tò mò đối với Dương Bách Xuyên. Lão muốn tìm hiểu Dương Bách Xuyên nên đã âm thầm theo dõi hắn. Lần theo dõi nãy khiến Võ Văn Trạch phải khiếp sợ. Mới đầu Võ Văn Trạch phát hiện Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng cũng đang âm thầm theo dõi Dương Bách Xuyên, chỉ là dựa vào thủ đoạn tu vi của Võ Văn Trạch, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long dĩ nhiên không phát hiện ra lão ta. Ngược lại Võ Văn Trạch có thể dễ dàng nhìn thấy Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Lại nghe được một ít chuyện từ cuộc đối thoại giữa Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Chuyện về Dương Bách Xuyên, khi Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nói chuyện phiếm, Võ Văn Trạch mới biết được, Dương Bách Xuyên ở hành cung thiên yêu chẳng những giết hết đệ tử Thánh Địa Vạn Linh, hắn cũng giết luôn đệ tử của thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Sơn Trang Bách Niên, thậm chí còn có đệ tử của Thông Thiên Cung, phàm là đệ tử năm đại Thánh Địa tiến vào hành cung thiên yêu, tới một người Dương Bách Xuyên lại giết một người. Mặt khác, ba ngày trước, Minh Du Nhiên liên lạc với đệ tử U Linh Chi Đô ở Thái Hoang, trong lúc các nàng nói chuyện, Võ Văn Trạch nghe được nguyên nhân chân chính khiến Minh Du Nhiên theo dõi Dương Bách Xuyên. Võ Văn Trạch nghe được cái tên Bách Biến Chí Tôn từ miệng Minh Du Nhiên, nàng ta còn nói trên người Dương Bách Xuyên có thần thông truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn. Truyền thuyết về Bách Biến Chí Tôn tuy là đã có từ rất lâu, nhưng với tư cách là người của Thánh Địa, Võ Văn Trạch nghe thấy cái tên này như nghe sấm đánh bên tai. Khi lão ta nghe được Minh Du Nhiên nói trên người Dương Bách Xuyên có truyền thừa thần thông Bách Biến Chí Tôn, lão ta cũng rung động không thôi. Thần thông của Bách Biến Chí Tôn được cho là thần thông có thể thông qua pháp lực biến ảo thành bất kỳ sự vật tâm tính nào, bởi vậy thần thông này là thần thông vượt bậc trong thiên hạ. Sau khi Minh Du Nhiên gặp đệ tử U Linh Chi Đô trong Thái Hoang, bọn họ chờ đợi U Linh Chi Đô cử cao thủ đến đây, để mạnh mẽ ra tay với Dương Bách Xuyên, hòng thu hoạch thần thông trên người hắn. Những chuyện này đều bị Võ Văn Trạch âm thầm nghe được hết thảy, lão ta cũng động tâm, vốn còn muốn theo dõi Dương Bách Xuyên thêm một thời gian nữa, nhưng vài ngày gần đây lão ta nhận được tin tức rằng mấy đại thánh địa gần như nhà nào cũng phái người tiến vào Thái Hoang, mục tiêu là Dương Bách Xuyên. Cho nên Võ Văn Trạch chuẩn bị hôm nay động thủ với Dương Bách Xuyên, đầu tiên lão lấy lại pháp trượng Vạn Linh, tiếp theo lão ta chiếm đoạt truyền thừa thần thông Bách Biến Chí Tôn trên người Dương Bách Xuyên. Lão ta biết rõ mấy đại thánh địa đều lục tục cử người tiến vào Thái Hoang, như vậy Dương Bách Xuyên sắp tới e rằng lành ít dữ nhiều, thay vì để tiện nghi cho kẻ khác, chỉ bằng lão ta xuống tay trước, thu được lợi ích cao nhất. Dù sao trong mắt lão ta, lần này Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Võ Văn Trạch không còn ôm ảo tưởng Dương Bách Xuyên có đại khí vận gì đó hay không, vì dưới sự truy sát của rất nhiều thánh địa, dù trên người là thiên đại khí vận cũng phải chết non mà thôi. Cũng có thể nói từ khi Dương Bách Xuyên thực sự đắc tội với năm đại thánh địa, khí vận của hắn đã tận rồi. Huống chi bây giờ còn thêm vào một U Linh Chi Đô nữa. Mặc dù Võ Văn Trạch cũng biết Dương Bách Xuyên có thể là sư tổ Trường Sinh Điện, nhưng không xác định được thì không tính là gì. Cho dù Dương Bách Xuyên thực sự là sư tổ của Trường Sinh Điện, chỉ dựa vào một Trường Sinh Điện làm sao đối phó với lục đại thánh địa đây. Thánh địa Đao Chủng vẫn luôn giữ thái độ trung lập cũng sẽ tham dự vào. Đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Võ Văn Trạch biết nếu lão ta muốn ra tay thì cần phải làm sớm, lão ta là địa tiên tam chuyển, tuy rằng bị bình chướng pháp tắc áp chế cảnh giới tu vi đến độ kiếp đại viên mãn, thế nhưng ở ngoại vực dù đụng phải yêu thú đại thừa đi nữa lão ta cũng cảm chẳng có gì phải sợ.
Võ Văn Trạch ngày đêm quan sát Dương Bách Xuyên nên lão biết bên người hắn quả thật có một long trùng thanh ngưu là yêu thú cấp tôn vương có thể so với tu sĩ cảnh giới đại thừa, nhưng Võ Văn Trạch không để nó vào trong mắt. Về phần nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi mới vừa bước vào độ kiếp mà thôi, ngoài ra bên người hắn còn có một thú ngũ hành chưa tới độ kiếp đại viên mãn, một con trồn, một hòn đá thành tinh và một con nghé yêu mang ra từ hành cung thiên yêu. Ánh mắt Võ Văn Trạch lộ ra sự độc ác, lão ta theo dõi Dương Bách Xuyên vài ngày, nhìn ra trồn nhỏ bên cạnh Dương Bách Xuyên là một con trồn tầm bảo, cũng nhận ra con nghé giống như yêu thú kia không đơn giản, nó có thiên phú thần thông lực không gian, tuy Võ Văn Trạch không biết nó là yêu thú gì, nhưng nó theo chân Dương Bách Xuyên từ hành cung thiên yêu đi ra, dĩ nhiên không phải yêu thú tầm thường. Cho nên một đường theo dõi Dương Bách Xuyên, hôm nay Võ Văn Trạch cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra tay. Lão ta không muốn chờ cao thủ U Linh Chi Đô đến, lại càng không muốn chờ người của thánh địa khác đến, hơn nữa dựa vào phương hướng mấy ngày nay của đám người Dương Bách Xuyên, đây là hướng dẫn đến dãy núi Vạn Yêu thuộc ngoại vực Thái Hoang, nơi này là cấm địa của nhân tộc, một khi để Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu thì muốn ngăn cản hắn rất khó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Võ Văn Trạch muốn ra tay với Dương Bách Xuyên. Sau khi nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên đã nghỉ ngơi xong, chuẩn bị tiếp tục lên đường, Võ Văn Trạch lập tức hiện thân mở miệng nói một câu xin dừng bước. Nhưng Võ Văn Trạch không ngờ, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão ta, tuy rất cảnh giác nhưng hắn không sợ hãi chút nào còn hỏi ngược lại lão ta là ai. Võ Văn Trạch báo lên tên mình, lão ta là Địa Tiên Tam Chuyển, lão khinh thường việc giấu giếm thân phận. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe được Võ Văn Trạch tự xưng là trưởng lão thánh địa Vạn Linh, mắt hắn liền nheo lại, cũng khởi động 12 vạn phần tinh thần, hắn biết người có thể xưng là trưởng lão thánh địa Vạn Linh tất nhiên đều là lão quái vật cấp bậc Địa Tiên Tam Chuyển, hơn nữa khí tức của người này rất giống với Nguyên Thần Huyễn lúc trước. Điều này chứng tỏ đối phương đến từ bình chướng pháp tắc, nên bị áp chế cảnh giới tu vi từ Địa Tiên Tam Chuyển xuống độ kiếp đại viên mãn. Hắn cũng đoán được vì sao đối phương đến đây. Đơn giản là vì báo thù và vì pháp trượng Vạn Linh, chỉ là Dương Bách Xuyên không nghĩ tới người của thánh địa Vạn Linh lại tới nhanh như vậy. Nghe Võ Văn Trạch nói, Dương Bách Xuyên giả câm giả điếc đáp lại, ta và các hạ vốn không quen biết, ta không có gì có thể cho ngươi, cũng chưa từng lấy đồ gì của ngươi. Ha ha, Dương Bách Xuyên Dương Tiểu Hữu, pháp trượng Vạn Linh ngươi hẳn là rất quen mới đúng, ngươi giữ nó trong tay cũng lâu rồi, bây giờ lão phu xin tiểu đạo hữu trả lại. Pháp trượng Vạn Linh sẽ làm phỏng tay ngươi đó, tiểu đạo hữu hãy trả nó lại đi. Võ Văn Trạch cười khanh khách nói. Dương Bách Xuyên cũng cười ha hả, hắn biết đối phương đã biết tất cả, nhưng đối phương bảo hắn trả lại pháp trượng Vạn Linh thì hắn phải trả sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.